Chương 3832, ai thiên tại thiên chi kiêu tử. Vị này tu sĩ trẻ tuổi, thấy thập phần may mắn dấu hiệu, cho nên trong lòng không kềm chế được hưng phấn, liền thao thao bất tuyệt nói ra, thế nhưng, vào giờ khắc này, bị đại thần Vu vừa đề tỉnh lúc, hắn lập tức ý thức được cái gì, vội vàng câm miệng, không nói thêm lời, liền vội vã ly khai. Khi này vị tu sĩ trẻ tuổi sau khi rời khỏi, có một chút tu sĩ liền không khỏi nói rằng, xem ra hắn thời gian tới tiền đồ vô lượng nha lại có lớn như thế phúc mệnh cho nên ở tu sĩ này lúc trời đi cũng có một chút thanh niên nhân không khỏi trở nên ước ao ở nơi này tu sĩ trẻ tuổi đo được may mắn dấu hiệu sau đó những tu sĩ khác cường giả càng không nén được tức giận dù sao ai không muốn biết tương lai mình có phải hay không chuyện tốt mệnh thậm chí có một ít tu sĩ cũng muốn biết tương lai mình có thể thành hay không là tông chủ có thể hay không bàn tay quyền to hay hoặc là có thể thành hay không là thiên tôn. Vân vân. Cho nên, ở phía sau, một cái thế hệ trước cường giả leo lên đài cao, hai tay đặt tại thủy tinh cầu trên, thủy tinh cầu thoáng cái sáng lên, chỉ có hắn có thể thấy mình cảnh tượng. Khi này cái thế hệ trước cường giả buông tay lúc. Hắn thần thái ngưng trọng, thật dài nơi thở dài một cái, tự hồ có hơi bi quan, lại tự hồ có hơi buồn trướng, hắn nói cái gì cũng không có nói, sau đó rồi rời đi. Tuy rằng vị này thế hệ trước cường giả là cái gì lời cũng không có nói, nhưng, tất cả mọi người có thể theo thần thái của hắn trong đứng xem, vị này thế hệ trước cường giả nhất định là nhìn thấy gì không đồ tốt, có lẽ là đối chính hắn vận mệnh bất lợi, nếu không, cũng sẽ không có như vậy thần thái, nếu là chuyện tốt, nhất định sẽ mặc lộ vẻ vui mừng. Vị này thế hệ trước cường giả phản ứng như thế, để một ít nóng lòng muốn thử tu sĩ cường giả lại không khỏi ở trong lòng có chút do dự. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như có thể đo đến tương lai mình chuyện tốt mình, đó là đương nhiên là để cho bọn họ hưng phấn vô cùng, nếu như là dự đoán được đại hung đây. Đây chẳng phải là để trong lòng mình có áp lực nặng nề, nếu thật là như vậy, còn không bằng bất trắc đây. Còn là thử một chút đi. Có trẻ tuổi người vẫn là không chịu nổi dự đoán vận mạng mê hoặc, còn là đứng dậy, đi lên đài cao, hai tay đặt tại thủy tinh cầu trên, tùy theo, thủy tinh cầu sáng lên đem vị trẻ tuổi này buông tay sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn không được hỏi đại thần vu nói rằng tiền bối ta thấy được bạch tượng đây là ý gì đây nói như vậy dẫn tới ở đây không ít người nhìn đại thần vu mọi người đều biết nếu người nào đang mở mệnh trên là tối cao quyền uy đó nhất định là không phải đại thần vu chỗ muốn dù sao hắn cũng từng là bác thất đạo quân giải quá mệnh bạch tượng chính là nâng võ cường thịnh đại thần vu từ từ nói. Nâng võ cường thịnh. Vừa nghe đến nói như vậy, vì trẻ tuổi này không khỏi trở nên đại hỷ, nói rằng bạch tượng đạp nát sơn hà đây. Đại thần vu nhìn vị trẻ tuổi này liếc mắt, lạnh nhạt nói, thiên cơ, không thể tiết lộ. Đại thần vu nói như vậy, tất cả mọi người minh bạch, đại thần vu khẳng định biết cái gì, chỉ bất quá hắn không muốn nói ra mà thôi. Đại thần vu không chịu nói, vì trẻ tuổi này cũng không thể tránh được không thể làm gì khác hơn là hướng đại thần vu không người, đi xuống đài cao. Chúng ta đi thử một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ cường giả đều đều xếp hàng leo lên đài cao, bọn hắn cũng đều muốn đi dự đo mình một chút thiên mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây có 8 chín phần 10 người đều không thể miễn tục, đều xếp hàng đi dự đoán thiên mệnh, đem trải qua dự đoán sau đó. Các loại phản ứng đều có. Có tu sĩ dự đoán sau đó, nhìn không được hoa chân múa tay vui sướng không hề nghi ngờ hắn nhất định là dự đoán được chuyện tốt cũng có tu sĩ ở dự đoán sau đó thần thái là ngưng trọng thậm chí là than thở hắn nhất định là dự đoán được không được sự tình còn có một chút người ở dự đoán sau đó chính là thập phần nghi hoặc trăm mối không hiểu được cho nên liền không nhìn được hướng đại thần vu thỉnh giáo tiền bối ta thấy tay cầm hung kiếm quyết chí tiến lên thần vu ta thấy mây xanh che mặt trời bóng ma không tiêu tan đại thần vu ta chỉ là thấy một chùm sáng mà thôi không thấy gì cả này nghi hoặc không hiểu người đều hướng đại thần vu thỉnh giáo muốn hướng đại thần vu cởi ra trong lòng nghi hoặc thế nhưng đa số người đại thần vu đều không trả lời thỉnh thoảng một hai cái đại thần vu lúc này mới lên tiếng điểm rút một hai câu theo như lời cũng không nhiều xem như là tiết chữ như vàng ở nơi này dưới tình huống có một chút thấy điềm xấu tu sĩ bọn họ muốn hướng đại thần vu thỉnh giáo giải nạn phương pháp vậy cũng là chuyện không thể nào bởi vì đại thần vu thường thường chỉ dùng để một câu thiên cơ bất khả lộ lấp liếm cho qua công tử có hay không cũng đi thử một chút ở rất nhiều người đều xếp hàng lên đài dự đoán liền đứng ở bên cạnh vệ thiên thanh đều có điểm nóng lòng muốn thử đương nhiên dương linh liền không cần nói nhiều nàng là có chút tiểu hưng phấn nàng đã sớm nghĩ lên đi dự thử xem xem mình một chút vận mệnh đến tột cùng là như thế nào. Không tất yếu. Lý thất dạ nhìn thủy tinh cầu liếc mắt, vừa cười vừa nói. Dương Linh vẫn không khỏi giật dây nói, công tử đi thử một chút chứ, công tử thần uy vô song, nhất định là tột bậc. Dương Linh nói như vậy, để hai bên trái phải một ít tu sĩ cũng không khỏi lạnh trên một tiếng. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy lời này quá chói tai, ở đây bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi, lại có bao nhiêu giáo phái lớn cường giả bọn họ cũng không dám nói thần uy vô song tột bậc lý thất giả như thế một người trẻ tuổi dám nói là thần uy vô song chí cao vô song cái này đương nhiên để cho người ta nghe được khó chịu ta mệnh thâm bất khả trắc lý thất giả chỉ là nở nụ cười nói rất tùy ý bất kể là dương linh còn là vệ thiên thanh hay hoặc là lão nô bọn họ đối với lý thất giả nói như vậy là thâm ý bọn họ cũng không khỏi gật đầu nếu như lý thất dạ thật là muốn đo mệnh quản chi cường đại như lão nô hắn cũng giống vậy cho rằng lý thất dạ mệnh đích thật là thâm bất khả trắc nhưng mà lý thất dạ như vậy thuận miệng lời nói ra ở đây những người khác nghe tới đó chính là hết sức chói tai thâm bất khả trắc vậy thật là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng có tu sĩ trẻ tuổi đều thiếu kiên nhẫn cười lành một tiếng nói rằng lời này có phần quá đề cao mình đi vừa liền đại giáo lão tổ đều có thể đo ngươi còn có cái gì không thể đo không tin liền lên đi thử một chút chứ cũng có cường giả xem xét lý thất giả liếc mắt cảm thấy lý thất giả nói lời như vậy quá cùng vọng tự đại ở phía sau biên độ tam đao cũng không khỏi nhìn lý thất giả liếc mắt vừa liếc nhìn đứng ở lý thất giả bên người về thiên thanh từ từ nói đại thần vu chính là xem thiên vô song hắn từng là bác thất đạo quân giải quá mệnh có thể nói là thần thông không gì sánh được, đạo hữu có thể thử một lần. Vậy là sao, đại thần vu là hạng người gì? Vị kia thổ hỏa thế gia thiếu chủ cũng không khỏi vừa cười vừa nói, bác thất đạo quân như vậy tuyệt thế vô song tồn tại, đều có thể giải mệnh, hơn nữa là ngươi chính là một cái vãn bối đây. Ngươi điểm ấy mệnh số. Đại thần vu liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Thổ hỏa thế gia thiếu chủ, lời này là vô tình hay cố ý đi làm thấp đi lý thất dạ, hắn đương nhiên là có thể nhìn ra được biên độ tam đao là đối vệ thiên thanh thú vị nhưng vệ thiên thanh lại cùng lý thất giả đi được gần như vậy cho nên hắn là cố tình trợ biên độ tam đao giúp một tay chính là thủy tinh lại làm sao có thể chịu đựng ta mệnh nặng lý thất giả nở nụ cười mà thôi lý thất giả nói như vậy vừa nói ra người ở chỗ này cũng không khỏi trở nên ồ lên tất cả mọi người nhìn lý thất giả bởi vì tất cả mọi người cảm thấy lý thất dạ lời này quá kiêu ngạo. Quá cùng vọng vô tri. Lời này quá càng rỡ, đại thần vu ra sao cho phép tồn tại, đích thân hắn dựng nên xem thiên thủy tinh, liền đạo quân mệnh đều có thể chịu đựng nổi, hơn nữa hắn hung hăng một tên tiểu bối. Có thế hệ trước cường giả sẽ không tự lắc đầu. Cùng vọng vô tri. Có thế gia nguyên lão nhìn lý thất giả liếc mắt, cũng không khỏi nói rằng, đại thần vu chi thần thông, bực nào rất cao, bao nhiêu vô song chí tôn đều kính cung, hắn một cái vạn bối, dám tỏa sáng như vậy quyết từ. Ở đây không ít người đều đều nói chỉ trích lý thất dạ, bọn họ đều cảm thấy lý thất dạ nói ra nói như vậy. Thật sự là đối đại thần vu bất kính, là vũ nhục đại thần vu, thật sự là cùng vọng vô tri. Ở phía sau, đại thần vu cũng không khỏi nhìn lý thất dạ, hắn đục ngầu ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong một sát na, trở nên sâu không quá đo, Tự hồ hắn cái này đôi trong chớp mắt này Ở giữa là có thể thấy rõ tất cả Nhìn rõ mọi việc Vì thiếu gia này Chính là phúc mệnh người Đại thần vu lên tiếng Nói rằng Ngươi đi thử một lần Nói không chừng Thiên chi kiêu tử chính là trừ ngươi ra Không còn có thế là ai khác Cái gì Thiên chi kiêu tử Đại thần vu như vậy lời vừa nói ra Liền để tất cả mọi người tại chỗ trở nên ồ lên Cả đám người giống như là sôi trào hoa Thiên chi kiêu tử chính là hắn a người ở chỗ này cũng không khỏi đều mà nhìn lý thất dạ ở mới vừa thời gian đại thần vu đã không còn dự đoán thiên chi kiêu tử đem quyền chủ động giao cho tất cả mọi người tại chỗ hiện tại đại thần vu dĩ nhiên nói lý thất dạ là thiên chi kiêu tử vậy làm sao không đem mọi người sợ bắn cả người đây hắn có thể là thiên chi kiêu tử a trong khoảng thời gian ngắn người ở chỗ này đều đều đánh giá lý thất dạ trên dưới quan sát một lần suy nghĩ nhiều quá có thế hệ trước tu sĩ diêu nói rằng chú nói đại thần vu tất cả nói nói không chừng như vậy không nhất định là thực sự nói không chừng đại thần vu lời này là phản phúng đây ai bảo cái này lý thất già khẩu khí lớn như vậy cũng dám hoài nghi đại thần vu thần thông có trẻ tuổi người nói một cách lạnh lùng ở đây những người khác phục hồi tinh thần lại sau đó cũng hiểu được không phải là rất có thể người nhiều hơn cho rằng Lý Thất Giả phách lối như vậy cùng vọng lời là chọc giận Đại Thần Vua, cho nên Đại Thần Vua mới sẽ nói lời như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đại Thần vu mới vừa mới như vậy lời, cũng không phải là thực sự đang nói Lý Thất Giả là thiên chi kiêu tử, chẳng qua là ở chăm chọc Lý Thất Giả mà thôi. Thế nhưng, Đại Thần vu không nói gì, hắn không có hướng đi những người khác giải thích, hắn chỉ là nhìn Lý Thất Giả mà thôi, tự hồ muốn xem thấu Lý Thất Giả lý thất giả đứng ở nơi đó thần thái tự nhiên không nói gì thêm ngươi đã là thiên chi kiêu tử càng hẳn là đi tới thử một lần ở phía sau thổ hỏa thế gia thiếu chủ liền vừa cười vừa nói để mọi người khai mở nhãn giới để mọi người xem vừa nhìn tuyệt thế vô song thiên chi kiêu tử đem gặp phải như thế nào kinh thiên dị tượng Chương 3833, Dương Dương đắc ý. Ở phía sau, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ, thổ hỏa thế gia thiếu chủ vừa nói như thế, mọi người càng nhãn thần không giống nhau. Đại thần Vu nói một câu nói như vậy, nói Lý Thất Dạ là thiên chi kiêu tử, nhìn nửa Lý Thất Dạ, bao nhiêu người cảm thấy đại thần Vu lời này càng nhiều là một loại phản phúng, hoặc là nói đùa đây. Đối với thổ hỏa thế gia thiếu chủ nói như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói Bọn ta thần thông, lại chỗ nào là loại người như ngươi phàm phu tục tử có khả năng nhãn quan." Lý Thất Dạ lời nói này được hơi hợt. Nhưng, Thổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ nghe vào trong tai, nhất thời sắc mặt đỏ lên. "Hay, hay, được, ta là một người phàm phu tục tử." Thổ Hỏa Thế Gia thiếu chủ sắc mặt đỏ bừng, giận quá mà cười, hắn đều bị tức được run run. Bọn họ Thổ Hỏa Thế Gia tuy rằng không phải là tuyệt thế vô địch, thế nhưng ở hắc mộc nhai cũng là có rất nặng phân lượng hắn là thiếu chủ bây giờ lại bị lý thất dạ ở trước mặt tất cả mọi người như vậy cười nhạo cái này có thể nói là để hắn mất hết mặt mũi để hắn cảm thấy là một loại sỉ nhục nếu không phải là bởi vì có vệ thiên thanh ở nói không chừng thổ hỏa thế gia thiếu chủ sớm liền đã không nhìn được xuất thủ muốn giáo huấn một chút lý thất dạ cho hắn biết ở hắc mộc nhai một chỗ như vậy chỗ nào cho phép hắn một cái người ngoại lai làm càng ta mặc dù là một người phàm phu tục tử. Thổ hỏa thế gia thiếu chủ tuy rằng trong lòng giận dữ, nhưng, vẫn là nhìn được như thế một hơi thở, hắn nói một cách lạnh lùng, nhưng, khát vọng gặp một lần thiên chi kiêu tử vô thượng thần tư, ngươi đã là thiên chi kiêu tử, vậy hãy để cho mọi người xem xem nhãn giới, nhìn một cái thiên chi kiêu tử thần tư là cỡ nào tuyệt thế vô song. Bực nào trấn áp bác hoang, mọi người nói có đúng hay không? Nói, thổ hỏa thế gia thiếu chủ liền cổ động, giật dây lên ở đây những tu sĩ khác cường giả thế hệ trước tu sĩ cường giả càng nhiều vậy cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi mà trẻ tuổi không ít tu sĩ liền không giống nhau bọn họ đều nhìn lý thất dạ có không ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả đều đi theo thổ họa thế gia thiếu chủ ồn ào có thiên tài trẻ tuổi vừa cười vừa nói thiên chi kiêu tử nhất định dị tượng lộ ra đại đạo nổ vang thiên nhân phong thái nếu như tiên nhân hạ phàm không ngại biểu diễn một hai để mọi người khai mở nhãn giới không sai đây thiên chi kiêu tử đây để cho ta nhóm khai mở nhãn giới đây hắn bọn hắn cũng đều đều cười vang đối với trẻ tuổi mà nói đặc biệt trẻ tuổi thiên tài bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận lý thất giả là cái gọi là thiên chi kiêu tử bọn họ ở trong lòng đều muốn trở thành đại thần vu chỉ định thiên chi kiêu tử trong mắt lại chỗ nào chứa chấp người khác nếu như đại thần vu thật là chỉ định thiên chi kiêu tử bọn họ người người đều muốn trở thành như vậy một cái người may mắn. Nếu như nói, chính bọn nó rơi xa, cũng không có trở thành thiên chi kiêu tử. Mà đại thần vu chỉ định như biên độ tam đao thiên tài như vậy. Như vậy, đối với rất nhiều trẻ tuổi mà nói, bọn họ là không lời nào để nói, quản chi trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có chịu phục, dù sao, biên độ tam đao, chính là hắc triều hải cường đại nhất thiên tài, hơn nữa, hắn cũng là trẻ tuổi uy vọng cao nhất thiên tài. Phóng nhãn hát mộc nhai, cũng không có ai có thực lực đó cùng hắn vừa so sánh với cao thấp. Nhưng mà, lý thất giả dạ liền không giống nhau, lý thất giả dạ chẳng qua là một cái ngoại lai khách mà thôi, chỉ là có chút thanh danh, làm sao có thể phục chúng đây? Đương nhiên không sẽ có bao nhiêu trẻ tuổi tu sĩ cường giả sẽ đối với lý thất giả dạ tâm phục khẩu phục. Cho nên, ở phía sau, đại thần vu nói thiên chi kiêu tử thời gian, người nhiều hơn cho rằng chẳng qua là đại thần vu phản phúng mà thôi. Ở mọi người ồn ào lúc, biên độ tam đao mỉm cười, nói rằng, thiên chi kiêu tử, chính là ông trời sủng nhi, có thể trấn hắc triều hải, có thể cứu vớt thiên hạ bá tính. Đạo hữu hạt giữa bầy gà, nhất định là có đại thần thông, để mọi người khai mở nhãn giới cũng tốt, một lần hành động thần phục mọi người. Biên độ tam đao lời nói này rất bình thản nghe đã dạy chưa mang bất luận cái gì tư nhân cảm tình màu sắc. Lý thất già vậy cũng chỉ mà nở nụ cười không hay đi để ý tới. Hừ, sẽ không liền đi tới dự thử xem cũng không dám đi. Thấy lý thất dạ không lên tiếng, có tu sĩ trẻ tuổi sẽ không từ cười lạnh nói rằng, nếu như ngay cả như vậy can đảm cũng không có, nói thế nào thiên chi kiêu tử, chẳng qua là nhát gan bọn chuột nhắc mà thôi. Thiên chi kiêu tử, đương nhiên là anh dũng không sợ, lại chỗ nào sẽ là loại này nhát gan bọn chuột nhắc. Còn có thiên tài trẻ tuổi nói một cách lạnh lùng, như biên độ thiếu chủ như vậy chia rẽ, sở hướng vô địch người, đây mới thực sự là có thể xưng là thiên chi kiêu tử. Hắn đều có thể trở thành là thiên chi kiêu tử lời. Biên độ thiếu chủ là cái gì? Chẳng phải thành vô thượng tồn tại. Cũng có cường giả nói đùa nói. Một ít tu sĩ cường giả đang cười nhạo lý thất giả lúc, rất khéo léo mà vỗ biên độ tam đao nịnh bợ. Quản tốt chuyện của mình thấy hát mộc nhai tu sĩ trẻ tuổi này vậy cười nhạo lý thất dạ vệ thiên thanh không khỏi thần thái trầm xuống nói một cách lạnh lùng chớ có ở ở đây rơi miệng vệ thiên thanh là nhung quân coi giữ đoàn tướng quân đóng ở tại hát mộc nhai đối với hát mộc nhai tu sĩ cường giả còn có thể không biết hay sao bọn họ cho tới nay đều là ông đoàn bài xích ngoại nhân ở đây tu sĩ trẻ tuổi đều sẽ không thừa nhận lý thất dạ là thiên chi kiêu tử bọn họ đều cam tâm tình nguyện đi chăm chọc lý thất dạ vài câu, thế nhưng, lúc này vệ thiên thanh lên tiếng, một ít muốn mở miệng tu sĩ trẻ tuổi cường giả, cũng chỉ đành đem lời nuốt vào bụng trong. Dù sao, vệ thiên thanh vị này quân đoàn trưởng, mọi người còn là bao nhiêu cho điểm tình cảm. Mà lại đợi ta đi tới đánh giá. Ở tất cả mọi người không lên tiếng thời gian, thổ hỏa thế gia thiếu chủ hét lớn một tiếng, khí thế rất đủ, nhảy lên đài cao. Ở phía sau, thổ hỏa thế gia thiếu chủ bàn tay to đưa về phía thủy tinh cầu. Tại hắn bàn tay to đặt tại thủy tinh cầu thời gian, thủy tinh cầu thoáng cái sáng lên, nghe được hoành một tiếng vang lên, trong chớp mắt này ở giữa, trên người hắn dĩ nhiên toát ra hỏa diễm. Tất cả mọi người hiếu kỳ lúc, chỉ thấy thổ hỏa thế gia thiếu chủ đã rút về bàn tay to, cười to, nói rằng, hay hay ta dĩ nhiên thấy được hỏa long vũ không, chuyện tốt hiện ra chuyện tốt hiện ra. Lẽ nào đây là dự đoán thiếu chủ chắc chắn là tu luyện trở thành sự thật Long viêm hỏa bí quyết. Có Hắc Mộc Nhai tu sĩ trẻ tuổi có ý hướng thổ hỏa thế gia thiếu chủ lấy lòng, vừa cười vừa nói, còn là dự đoán thiếu chủ thời gian tới chắc chắn sẽ trở thành Hỏa Long tôn giả. Cũng có tu sĩ cường giả gật đầu, phụ họa, nói rằng, nói không chừng hai người kim hữu. Thổ hỏa thế gia dù sao cũng là Hắc Mộc Nhai đệ nhị mạnh thế gia, có một chút tu sĩ cường giả lấy lòng, đó cũng là bình thường sự tình hỏa long tôn giả cái danh hiệu này không sai không sai nghe được những tu sĩ khác cường giả vừa nói như vậy thổ hỏa thế gia thiếu chủ ở trong lòng cũng không khỏi sung sướng không khỏi gật đầu vừa cười vừa nói ở phía sau thổ hỏa thế gia chủ thiếu đều muốn cho mình đặt tên là hỏa long tôn giả có thể đây cũng là hiện tượng thiên văn dự đoán hắn nhất định sẽ trở thành hỏa long tôn giả đi tiền bối xem hỏa long vũ không đây là cái gì dự đoán đây thổ hỏa thế gia thiếu chủ hướng đại thần vu thỉnh giáo. Đại thần vu nhìn thổ hỏa thế gia thiếu chủ liếc mắt, rất rồi nói ra, thổ hỏa thế gia, chính là tin tại đùa lửa. Điềm lành, đại thần vu cái này lời vừa nói ra, liền thế hệ trước cường giả cũng không khỏi khen một tiếng, đều đều cho rằng thổ hỏa thế gia thiếu chủ đây là thấy được điềm lành. Ở rất nhiều người xem ra, thổ hỏa thế gia thấy được hỏa long vũ không, đều đã là một loại tốt dự đoán, dù sao, không phải ai đều có thể nhìn thấy hỏa long như vậy dự đoán. Hiện tại Đại Thần Vu còn nói thổ hỏa thế gia, chính là tinh tại đùa lửa, cái này chẳng phải là là ám chỉ thổ hỏa thế gia thiếu chủ thời gian tới ở hỏa đạo lên nhiều đất dụng võ A. À. Nói không chừng sẽ trở thành chân chính, hỏa long tôn giả. Tiền bối như vậy vừa nói, ta đây càng hẳn là anh Dũng đi về phía trước, ở hỏa đạo lên tinh tại cầu tinh, đăng phong tạo cực, thời gian tới nhất định trở thành hỏa long tôn giả. Ở đại thần vu nói như vậy dưới, thổ hỏa thế gia thiếu chủ thoáng cái cả người đều hưng phấn vô cùng, hắn nhịn không được tâm tình ngẩng cao, có thể nói là thần thái phấn khởi. Tuy rằng hắn không có trở thành đại thần vu chỉ định thiên chi kiêu tử, nhưng hắn có thể hỏa long vũ không dự đoán, lại được đến đại thần vu như vậy thừa nhận, hắn thời gian tới nhất định là tiền đồ vô lượng, trở thành hỏa long tôn giả. Ý tứ của hắn nói là, giỏi kẻ chơi lửa, nhất định tự thiêu ở thổ hỏa thế gia thiếu chủ dương dương đắc ý thời gian, một cái không mặn không nhạc thanh âm âm vang lên. Mọi người một nhìn sang, người nói lời này, chính là lý thất dạ. Lý thất dạ cái này lời vừa nói ra, nhất thời để người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này, thổ hỏa thế gia thiếu chủ chính là đường làm quan trọng mở lúc, đổi lại là ai, cũng không muốn nói ra như thế điềm xấu, đó là xúc nhân gia rủi ro. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, Nói ra như thế điểm xấu, ý định là cùng thổ hỏa thế gia thiếu chủ trở ngại, là cùng thổ hỏa thế gia trở ngại. Ở hắc mộc nhai, cùng thổ hỏa thế gia trở ngại, đây chính là không có có kết quả gì tốt. Bị lý thất giả dạ vừa nói như vậy, thổ hỏa thế gia thiếu chủ nhất thời sắc mặt đều tái rồi, cái này đối với hắn mà nói, là chuyện tốt dự đoán, hiện tại lý thất giả dạ nói ra như thế điểm xấu. Đó là xúc hắn rủi ro. Tiểu tử, miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Thổ Hỏa Thế gia chủ ít đã không nén được tức giận, nhìn không được phẫn nộ quát. Lý Thất Dạ cười cười, giang tay, lạnh nhạt nói, ta chính là hảo ý, nhắc nhở ngươi mà thôi. Thứ không biết chết sống, Thổ Hỏa thiếu chủ đâu còn có thể bảo trì phong độ, không khỏi nhảy xuống đài cao, lạnh ngắt nói, ngươi có phải hay không chán sống? Ở phía sau, Thổ Hỏa thiếu chủ đều có ý đồ ra tay. Dù sao, tại đây hắc một nhai, hắn chưa sợ qua ai càng chưa nói lý thất dạ như thế một cái ngoại lai khách. Làm càng. Vệ thiên thanh tú một phát lạnh, nói một cách lạnh lùng, ngươi muốn động thủ hay sao? Vệ thiên thanh không giận mà uy. Sắc bén khí thế trong nháy mắt nghiền ép tới, thổ hỏa thiếu chủ không khỏi lui về phía sau một bước. Vệ thiên thanh là nhung vệ quân đoàn trưởng, lại là vân nê học viện năm kiệt một trong, thực lực của nàng là tuyệt đối cường đại, thậm chí có thể nói, thực lực của nàng là ở vân nê năm kiệt đứng đầu, thổ hỏa thiếu chủ không phải là đối thủ của nàng. Bị vệ thiên thanh như vậy một đuổi mắng, thổ hỏa thiếu chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn tiến thối lưỡng nan, hắn đương nhiên không muốn cùng vệ thiên thanh có xung đột, thế nhưng, ở phía sau nếu là làm rùa đen rút đầu, đối với hắn mà nói, là một loại sĩ nhục. Đạo hữu, nói năng cẩn thận. Ở một bên biên độ tam đao giải vây, ngầm cười nói. chương 3834, xem tướng. Lúc này, biên độ tam đao đã lên tiếng, ở đây trẻ tuổi đều tĩnh lặng lại, ở trẻ tuổi trong, biên độ tam đao có quyền uy tuyệt đối, hắn có thể nói là trẻ tuổi đệ nhất nhân, ít nhất ở hắc mộc nhai là như thế. Đối với biên độ tam đao, lý thất già dạ chỉ là nhìn hắn một cái, nở nụ cười mà thôi, không nhiều lời. Ở biên độ tam đao không tiếp tục nói chuyện lúc, có những thứ khác tu sĩ trẻ tuổi liền lành trên một tiếng, nói rằng, thế nào lẽ nào ngươi còn muốn cho biên độ thiếu chủ xem tướng hay sao lý thất giả thái độ như vậy ở bao nhiêu người xem ra đặc biệt trẻ tuổi xem ra đó là tỏ ra tự đại biên độ tam đao chính là hát mộc nhai tương lai chúa tể lý thất giả còn bưng như vậy tư thế đó là tự tìm phiền phức từ bên ngoài người tới bất kể là thế nào người cường đại đi tới hát mộc nhai tốt nhất là cục đuôi đối đãi nếu là cùng biên độ thế gia trở ngại nhất định để hắn có đẹp ở hát mộc nhai đây chính là cường long khó áp bọn rắn độc không biết có bao nhiêu ngoại lai cường giả là thu bởi biên độ thế gia trong tay xem tướng ta còn thật sự biết một chút lý thất giả lo lắng mà bốc lên một câu nói như vậy lý thất giả đột nhiên toát ra một câu nói như vậy chuyện này nhất thời để cho người ta nhìn nhau liếc mắt người ở chỗ này đương nhiên không tin có trẻ tuổi cường giả sẽ không từ nở nụ cười gằn nói rằng nói bậy khẩu khí thật là lớn dĩ nhiên dám ở chỗ này nói lớn từ ngữ thổ hỏa thiếu chủ là một bụng tức giận thế nhưng trở ngại tại vệ thiên thanh bất tiện xuất thủ giáo huấn lý thất dạ mà thôi mới vừa rồi bị lý thất dạ làm nhục như vậy hiện tại hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lý thất dạ nhất định là cùng lý thất dạ trở ngại thổ hỏa thiếu chủ cười nhạt khinh thường nói xem tướng chiêm tinh chính là vu thần quan vô thượng thuật ngươi một cái vô danh tiểu bối Dám ở chỗ này nói lớn từ ngữ, múa rìu qua mắt thở. Tại đây xem thiên nghi thức trên, cũng dám nói làm người xem tướng, hừ, rõ ràng là có ý định cùng vu thần quan trở ngại, là muốn đập vu thần quan bãi. Thổ hỏa thiếu chủ nộ về nộ, nhưng, hắn không phải người ngu, cho nên, thừa dịp cơ hội như vậy, hướng lý thất giả dạ trên người tác nước dơ, chăm ngòi thổi gió, có ý định đem lý thất giả dạ đổ lên vu thần quan đối địch mặt đi. Tuy rằng vu thần quan thực lực không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là lại có uy vọng cực cao. Đây chính là tự đại. Có thế hệ trước cường giả cũng không khỏi lắc đầu. Nói rằng, ở vu thần quan, chớ nói xem tướng vu thần quan chính là toán thiên hậu duệ là này thực là đại bất kính. Mọi người đều biết, vu thần quan nguồn gốc tại toán thiên hậu duệ nhất mạch, phải biết rằng, ở thời đại viễn cổ, toán thiên nhất mạch, chính là tinh tại bói toán xem thiên, xem tướng thầy tướng số vân vân. Mặc dù nói, vu thần quan cùng không tinh thông tại xem tướng thầy tướng số, thế nhưng, vẫn là có điều đọc qua, cái này cũng không người bình thường có khả năng so sánh với. Cho nên, ở thổ hỏa thiếu chủ hướng lý thất giả tác nước dơ thời gian, cũng có một chút tu sĩ cường giả không khỏi len lén liếc một cái đại thần vu cùng vu thần quan một đám đệ tử. Đại thần vu bọn họ thần thái đờ đẫn, không có có bất kỳ phản ứng nào, không biết bọn họ làm cảm tưởng gì thấy đại thần vu cùng vu thần quan cũng không trách tội lý thất giả ý tứ điều này làm cho thổ họa thiếu chủ có chút thất vọng hắn muốn họa thủy đông dẫn lại không có thành công đạo hữu dĩ nhiên sẽ xem tướng biên độ tam đao cũng không khỏi ngoài ý muốn cười to nói nếu đạo hữu đối với mình xem tướng tính cùng thuật tin tưởng như vậy cho ta tính một quẻ làm sao là ta xem một chút tướng mạo làm sao thiếu chủ loại này cùng vọng nói như vậy hà tất có thật không có người liền khuyến biên độ tam đao, nói rằng, đây chẳng qua là cùng vọng vô tri người nói bậy mà thôi. Chính là, ở vu thần quan cũng dám nói xem cùng, người như thế quá cùng vọng vô tri, thiếu chủ không cần coi như một sự việc. Có những tu sĩ khác nói rằng, bất quá, biên độ tam đao thật sự chính là rất nghiêm túc gián dấp, xem ra hắn thật đúng là muốn lý thất dạ cho hắn tính một quẻ, muốn cho lý thất dạ cho hắn nhìn một chút tướng mạo, hắn chống mà không bỏ, nói rằng, đạo hữu xem ta tướng mạo như thế nào đây nếu biên độ tam đao cũng như gì chấp nhất ở đây tu sĩ cường giả cũng đương nhiên là nhìn lý thất dạ có tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh nói rằng ngươi đã có thần thông như thế vậy cho thiếu chủ nhìn một cái cùng nhìn ngươi có thể hay không có bản lãnh như vậy chư vị thần vu ở đây ngươi liền triển mở ra thần thông của ngươi xem có hay không rất ghê gớm không ít trẻ tuổi tu sĩ đều đều giật dây ồn ào Đối với Hắc Mộc Nhai tu sĩ mà nói, nếu như ở lý thất giả dạ cùng biên độ tam đao ở giữa lựa chọn, trăm phần trăm tu sĩ cường giả cũng sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở biên độ tam đao bên này. Đạo hữu cảm thấy, ta tướng mạo làm sao? Biên độ tam đao chống mà không bỏ, lại một lần nữa hỏi lý thất giả. Dạ. Mặt mang dáng tươi cười. Lý thất giả dạ nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, đại hung hình ảnh, hẳn phải chết tại dưới đao. Lý thất giả cái này vừa nói, vốn là mặt tươi cười biên độ tam đao, đều thoáng cái dáng tươi cười ngưng lại. Lý thất giả lời này quá không khách khí, đâu chỉ không khách khí, đó là thoáng cái đem biên độ tam đao đắc tội. Ai cũng biết, biên độ tam đao chính là đao pháp vô song, được xưng tam đao, không ai có thể tiếp được hắn tam đao, ở hắc mộc nhai, hắn quét ngang không địch thủ, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, rất nhiều người cho rằng khó có người có thể cùng biên độ tam đao sau đao pháp có thể cùng biên độ tam đao cũng chỉ có đông mang cùng ít. Hiện tại lý thất giả dạ dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, nói biên độ tam đao sẽ chết tại dưới đao, đây là bằng hung hăng cuộc biên độ tam đao bạc tai. Nói như vậy, có thể để cho biên độ tam đao còn cười được a à? Ở phía sau, toàn bộ trang diện cũng là vô cùng yên tĩnh, lý thất giả dạ như vậy trước mặt mọi người vẽ mặt biên độ tam đao, tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa. Đạo hữu, cái này vui đùa mở lớn. Biên độ Tam Đao thật vất vả lộ ra dáng tươi cười, nói rằng, nhưng trong lời nói đã có điểm lạnh ý, đổi lại những người khác. Đã sớm giận dữ, hiện tại Biên độ Tam Đao thật vất vả bình tĩnh mình một chút, nói một câu nói như vậy, coi như là cho Lý Thất Dạ xuống thang cơ hội. Mọi người đều biết, Biên độ Tam Đao đây đã là cho Lý Thất Dạ xuống thang, ở phía sau, đừng như vậy không thức thời. Nhưng, Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười, lạnh nhạt nói, ta ăn ngay nói thật mà thôi tự giữ đao đạo vô song, hẳn phải chết tại dưới đao. Lý thất dạ những lời này bằng cho biên độ tam đao bổ một đao, chuyện này nhất thời để biên độ tam đao muốn nặng ra dáng tươi cười đều chen không ra ngoài, hắn đều đã cho Lý thất dạ xuống thang cơ hội. Hiện tại Lý thất dạ không chỉ có không có nhân cơ hội cút dưới lừa, còn bổ hắn một đao, đây là có ý nhục nhã hắn. Lời nói điên cuồng. Thổ hỏa thiếu chủ không khỏi gầm lên, nói rằng, vô tri tiểu nhi, dám nói không có bằng chứng cư lời nói, cẩn thận bị người rút đầu lưỡi. Tiểu tử này chính là nói bậy. Những người khác cũng đều đều là biên độ tam đao tìm xuống thang cơ hội, nói rằng, căn bản cũng không biết cái gì xem tướng, hồ ý quấy rối mà thôi, biên độ thiếu chủ khoan hồng độ lượng, nếu không, đã sớm đem hắn chém ở dưới đao. Tiểu tử này mới tới hắc một nhai. Còn không biết biên độ thế gia lợi hại không? Liền một ít đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão cũng đều cảm thấy lý thất dạ là cùng vọng vô tri, không biết trời cao đất trọng. Lý thất dạ đầu tiên là nói thổ hỏa thiếu chủ chơi với lửa có ngày chết cháy, hiện tại còn nói biên độ tam đao hẳn phải chết tại dưới đao, ở đây đương nhiên không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Hơn nữa, lý thất dạ trước sau mà đắc tội với thổ hỏa thế gia, biên độ thế gia, đây chính là hát một nhai số một số hai thế gia truyền thừa, hành động như vậy, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết hư, ở vu thần quan trước mặt, dám múa rượu qua mắt thợ, chẳng biết cảm thấy thẹn. Những người khác cũng đều đều đuổi mắng lý thất dạ, đối lý thất dạ chẳng đáng. Biên độ tam đao thật sâu hít thở một cái khí, đè lại trong lòng lửa giận, hắn hướng đại thần vu vừa chắp tay, từ từ nói, tiền bối, vị đạo hữu này nói hắn xem cùng thuộc vô sông, vừa hắn xem cùng nói như vậy, tiền bối thấy thế nào đây? Biên độ tam đao cái này lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều yên lặng, tất cả mọi người nhìn vu thần quan đại thần vu. Tất cả mọi người cảm thấy, biên độ tam đao đích thật là thông minh tuyệt đỉnh. Nếu như ở phía sau, biên độ tam đao đem lửa giận phát ở lý thất dạ trên người, cái này tự hồ tỏ ra hắn không đủ phong độ, nhưng mà, hắn hiện tại hướng đại thần vu thỉnh giáo, nếu là từ đại thần vu tới bình phán lý thất dạ xem cùng thuật, đây tuyệt đối là rất quyền uy, đây cũng là dễ dàng nhất để lý thất dạ mặt mũi quét trác cơ hội. Mọi người đều biết, ở vu thần quan trước mặt nói bói toán xem cùng đó là múa rượu qua mắt thợ nếu như đại thần vu đối lý thất dạ xem cùng thuật bất tiết nhất cố lời đó chính là bằng hung hăng đánh lý thất dạ một cái bạc tai đại thần vu nhìn lý thất dạ sau đó từ từ nói xem thiên tự tại thiếu chủ có thể tự hành đánh giá có thể liền biết tự mình con đường đại thần vu không có trực tiếp một chút bình lý thất dạ xem cùng thuật nhưng lời này nhất thời để mọi người hai mắt sáng ngời Đúng rồi, xem thiên nghi thức vẫn còn ở cử hành đây, thiếu chủ cũng có thể đánh giá. Những người khác cũng đều đều hướng biên độ Tam Đao nói rằng, biên độ Tam Đao cũng không khỏi nhìn yên tĩnh lên thủy tinh cầu liếc mắt, vừa hắn cũng không có lập tức đi tới xem thiên, là biên độ thế gia thiếu chủ, hắc một nhai tương lai người cầm quyền, hắn là cẩn thận một ít. Dù sao, vạn nhất có cái gì điềm không may là gây bất lợi cho hắn. Có thể đánh giá Lý thất giả lộ ra dáng tươi cười, gật đầu. Biên độ tam đao xoay người, nhìn lý thất Dạ, từ từ nói, nói như thế, đạo hữu là đối với mình xem cùng thuật là thập phần tự tin. Không sai. Lý thất Dạ tùy ý ứng với một cái. Hắc mộc nhai tu sĩ cường giả lại nhìn không được, cười nhạt, nói rằng, thiếu chủ, loại này vô tri tiểu bối, không cần cùng hắn nhiều lời, thiếu chủ chính là hoành phúc tề thiên, đại đạo cuồng cuồng một ít trẻ tuổi tu sĩ cường giả, có ý định vỗ biên độ tam đao nịnh bợ. Mà biên độ tam đao lạnh lùng nhìn chầm chầm lý thất dạ, sau đó, nhìn một chút vệ thiên thanh, nói rằng, được, nếu đạo hữu như vậy lòng tin, ta đây thì càng muốn thử một lần, hy vọng đạo hữu còn có thể có cái kia tự tin. Nói, biên độ tam đao đạp lên đài cao. Ở biên độ tam đao đi trên đài cao thời gian, ở đây tu sĩ cũng không khỏi nín thở, bởi vì mọi người cũng đều muốn biết biên độ Tam Đao sẽ xem được như thế nào cảnh tượng. Dù sao, biên độ Tam Đao là hắc mộc nhai tương lai người cầm quyền, hắn cái số mạng của người liên quan đến hắc mộc nhai vận mệnh. Biên độ Tam Đao đứng ở thủy tinh trước khi. Thật sâu hít thở một cái khí, cái khác đạo lý, hắn có thể không hiểu sao? Chương 3835, dị tướng Biên độ tam đao là biên độ thế gia thiếu chủ, thời gian tới có thể trưởng cầm hắc một nhai, hắn sợ xuất hiện điểm xấu dự đoán, cho nên ở vừa rất nhiều tu sĩ cường giả lên đài xem thiên lúc, hắn đều đứng ở một bên quan kháng, quản chi trong lòng của hắn là nóng lòng muốn thử, đều kềm chế. Thế nhưng, lúc này hắn lại không thể không đứng ở thủy tinh trước khi. Cuối cùng, biên độ tam đao thật sâu hít thở một cái khí, vương tay, đặt tại thủy tinh trên. Nghe được ông một tiếng vang lên, thủy tinh thoáng cái sáng lên, bị xua tan hỗn độn, để lộ ra tinh dịch quang mang. Ở phía sau, dưới đài có thật nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, nhìn biên độ tam đao nhất cử nhất động, mọi người cũng đều muốn biết biên độ tam đao đem phải nhận được như thế nào dự đoán, hoặc nói, biên độ tam đao sẽ theo trong thủy tinh cầu thấy như thế nào cảnh tượng. Dù sao, đối với hắc một nhai tu sĩ cường giả mà nói, biên độ tam đao là thời gian tới có thể trưởng chấp nhất hát một nhai vận mạng người ứng cử, hắn tương lai vận mệnh, cũng giống vậy quan hệ đến hát một nhai vận mệnh, đồng thời cũng là quan hệ rất nhiều tu sĩ cường giả, tông môn thế gia vận mệnh. Liền trong chớp mắt này ở giữa, tất cả mọi người nghe được, ông một tiếng vang lên, theo đao minh tiếng vang lên, liền trong chớp mắt này ở giữa, chỉ thấy biên độ tam đao trên người toát ra đao mang vừa ông, một tiếng đao minh thanh âm chính là từ thủy tinh cầu vang lên, theo như vậy một tiếng đao minh, biên độ tam đao trên người lúc này mới nở rộ đao mang. Biên độ tam đao trên người đao mang nở rộ vui mừng nhảy dựng lên, tự hồ là nghênh hợp thủy tinh cầu chỗ vang lên đao minh, tự hồ, trong chớp mắt này ở giữa, đao đạo minh hòa. Như vậy một màn, ở đây không ít người đều giật mình. Bởi vì trước đó, những người khác quan trắc thủy tinh cầu thời gian, cũng không có dị tượng như thế, biên độ tam đao đột nhiên phát ra dị tượng như thế, như vậy không giống người thường, vậy làm sao không làm người ta giật mình đây? Nhưng mà, dị tượng còn chưa đình chỉ, theo thủy tinh cầu đao minh tiếng vang lên thời gian, biên độ tam đao bên hông chỗ đeo trường đao cũng đều bắt đầu réo lên, tự hồ là vui sướng không thôi. Ở phía sau, nghe được công, công, chen đao minh không ngừng bên tai, chỉ thấy biên độ tam đao trên người vang lên đao minh, trong chớp mắt này ở giữa, biên độ tam đao chính hắn liền như một thanh ra khỏi võ thần đao thần mang sắc bén có thể chém thiên khung theo như vậy đao minh bên tai không dứt biên độ tam đao trên người đao khí trong nháy mắt khuếch tán cường đại đao khí đánh thẳng tới tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi trở nên cứng lại hơi thở cảm giác được như trường đao thẳng chém mà đến trong nháy mắt muốn đem mình chặn ngang chặt đứt như nhau để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi trở nên hoảng sợ cũng không khỏi lui về sau một bước. Một màn như thế, để cho người ta hít một hơi lạnh khí, không ít tu sĩ cường giả đều hải thất sắc thanh âm hét lớn, thật là mạnh mẽ đau khí. Cuối cùng, ở tranh, một tiếng ré dài trong, chỉ thấy biên độ tam đau trên người đau mang thoáng cái trở nên rực rỡ không gì sánh được, tự hồ cả người hắn như tiêu thất như nhau, theo đau đạo minh hợp, tự hồ để cho người ta thấy đó là một thanh chí cao vô thượng thiên đau thẳng chém mà xuống, muốn chém đứt luân hồi chém chết âm dương, một đao chém xuống, tất cả mọi người trở nên hồn phi phách tán, như vậy một đao, kinh khủng như vậy, để đại giáo lão tổ cũng không khỏi trở nên sợ hãi. Mọi người cũng không biết biên độ tam đao là thấy như thế nào cảnh tượng, nhưng, hắn dĩ nhiên là đao đạo minh cùng trường đao minh hưởng không ngừng. Tự hồ biên độ tam đao tất cả những gì chứng kiến, đều là dự đoán như vậy bất phàm, cái này tự hồ muốn đặt biên độ tam đao tuyệt thế vô song vận mệnh liền biên độ thiếu chủ bội đao đều minh hưởng không ngừng dị tượng như thế chính là tuyệt thế vô song nha có trẻ tuổi cường giả cũng không khỏi tán thán một tiếng những thứ khác tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi đều gật đầu phụ họa có thiên tài trẻ tuổi trịnh trọng nói biên độ thiếu chủ thần đao chính là lai lịch kinh thiên bắt nguồn từ hắc triều hải chính là tuyên cổ binh khí có thể nói là sánh vai tại đạo quân khí giới thực lực cường đại hôm nay liền như vậy thần đao đều dĩ nhiên minh hưởng không ngừng đây tuyệt đối là phi phạm dị tượng, chẳng lẽ nói biên độ thiếu chủ chính là mọi người nói thiên kiêu a? À? có một vị tu sĩ trẻ tuổi thừa dịp cơ hội như vậy, vỗ biên độ tam đau nịnh bợ. như vậy lời vừa nói ra, người ở chỗ này cũng không khỏi nhìn nhau liếc mắt. lúc này đây vu thần quan cử hành xem thiên nghi thức, nói đúng là thiên chi kiêu tử sự tình, thế nhưng sau lại đại thần vu rồi lại cải biến chủ ý, hiện tại nhắc lại nói như vậy đề tài lại để cho không ít trong lòng người trở nên cao. Mặc dù nói, ở đây bao nhiêu trẻ tuổi tu sĩ đều ở trong lòng khát vọng mình có thể trở thành người may mắn, có thể trở thành là đại thần Vu Chỉ Định thiên chi kiêu tử. Mọi người cũng đều biết cơ hội như vậy là thập phần xa vời, nhưng nếu như nói, thật sự có ai bị đại thần Vu Chỉ Định là thiên chi kiêu tử, như vậy, ở Hắc Mộc Nhai mà nói, mọi người đều không hẹn mà cùng mà nghĩ tới biên độ tam đao. Nếu như nói ở Hắc Mộc Nhai liền biên độ Tam Đao đều không thể trở thành Thiên Chi Kiêu Tử lời, như vậy người khác thì càng thêm không có tư cách, hơn nữa, những người khác trở thành biên thiên chi kiêu tử thì không cách nào phục chúng. Ở Hắc Mộc Nhai, thậm chí là phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa, toàn bộ Bắc Tây Hoàng trẻ tuổi, lại có ai có thể cùng thiếu chủ so sánh với? Cùng biên độ Tam Đao có liên quan tình thiên tài trẻ tuổi lập tức nói, "Biên độ thiếu chủ chính là Đỗ Trạng Nguyên, Thiên Chi Kiêu Tử." chính là không phải thiếu chủ chỗ muốn không sai nhất định là biên độ thiếu chủ chẳng lẽ là họ lý hay sao cái khác không ít người cũng đều đều gật đầu phụ họa mặc dù mọi người cũng không biết biên độ tam đao theo trong thủy tinh cầu thấy như thế nào dị tượng thế nhưng biên độ tam đao xuất hiện như vậy dị tượng tất cả mọi người nhất trí cho rằng biên độ tam đao có khả năng nhất trở thành đại thần vu nói thiên chi kiêu tử ở lý thất giả dạ cùng biên độ tam đao ở giữa lựa chọn đối với hắc mộc nhai tu sĩ cường giả mà nói vậy còn dùng suy nghĩ nhiều a à? đó là đương nhiên là đứng ở biên độ tam đao bên này đang sôi nổi nghị luận trong biên độ tam đao cuối cùng từ thủy tinh cầu lên dời đi hai tay tùy theo trên người của hắn các loại dị tượng liền biến mất không thấy thủy tinh cầu khôi phục mới vừa hỗn độn ở phía sau tất cả mọi người không khỏi nín thở nhìn biên độ tam đao tất cả mọi người muốn biết biên độ tam đao thấy là như thế nào dị tượng. Lúc này, biên độ tam đao trên mặt có nhàn nhạt vần sáng, nhìn ra được, tâm tình của hắn cũng là hết sức cao, thậm chí là có chút hưng phấn. Mọi người đều an tĩnh lại, cùng đợi biên độ tam đao mở miệng. Cuối cùng, biên độ tam đao thật sâu hít thở một cái khí, hướng đại thần vu thật sâu không người chào thân, nói rằng, thỉnh giáo tiền bối, vừa đệ tử theo trong thủy tinh cầu thấy dị tượng, chính là thần đao từ trên trời giáng xuống đau mang thiên uy trên đời vô địch biên độ tam đao nói như vậy vừa ra vẫn không nói gì ở đây chính là một mảnh xôn sao. cái gì thần đao trời giáng đau mang thiên uy trên đời vô địch như vậy ba cái từ không ít người đều thoáng cái ồ lên có thiên tài trẻ tuổi không khỏi sợ hãi thang nói chẳng lẽ là nói đây là thời gian tới đạo quân dự đoán rất có thể liên thế hệ trước cường giả cũng không khỏi thần thái trịnh trọng, từ từ nói, ngoại trừ thời gian tới đạo quân ở ngoài, còn có ai có thể thấy như vậy dự đoán? là nha, chỉ có vô địch đạo quân mới có thể đạt được trời giáng thần đao, cũng chỉ có đạo quân nâng đao mới có thể thiên uy vô địch. không ít người đều đều phụ họa, có thiên tài trẻ tuổi lập tức lớn tiếng nói rằng, phải biết rằng thiếu chủ thần đao chính là theo hắc triều hải lấy được nói không chừng đây là trời xanh ban tặng vô thượng thần đao, biên độ thiếu chủ, chính là thiên chọn chi tử, tất thành đạo quân. Đây là đại thần vu sắp sửa dự đoán thiên chi kiêu tử nha. Một số người hận không thể để biên độ tam đao lập tức liền trở thành đại thần vu chỉ định thiên chi kiêu tử. Nếu như biên độ tam đao có thể trở thành là đại thần vu chỉ định thiên chi kiêu tử, cho dù hắn không thể trở thành đạo quân, thế nhưng, hắn ở hắc mộc nhai địa vị cũng là kiên cố, không thể lay động, cái này cũng càng thêm đặc biên độ thế gia ở hắc mộc nhai địa vị. Dị tượng các loại, vãn bối có rất nhiều không giải thích được, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Biên độ tam đao hướng đại thần vu trần thuật tự mình chỗ xem dị tượng sau đó, hướng đại thần vu thỉnh giáo. Đối với biên độ tam đao, ở đây tu sĩ cường giả đều thâm tín không nghi ngờ, dù sao, ở vừa biên độ tam đao trên người xuất hiện dị tượng, lại cũng minh bạch bất quá. Ở phía sau, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở mà nhìn đại thần vu tất cả mọi người muốn đại thần vu giải đáp đương nhiên mọi người trong lòng đáp án đều là miêu tả sinh động không ít người ở trong lòng đều là muốn nghe đến một đáp án nói thí dụ như biên độ tam đao chính là bị tuyển định thiên chi kiêu tử lại nói thí dụ như biên độ tam đao thời gian tới nhất định có thể trở thành là đạo quân ở trước kia đại thần vu từng tiên đoán bác thất đạo quân cuối cùng Bác Thất Đạo Quân thực sự trở thành đạo quân. Bây giờ đối với tại Hắc Mộc Nhai mà nói, bao nhiêu người hy vọng phát đại thần vu lại đều sẽ làm ra như vậy tiên đoán, đặc biệt biên độ thế gia, trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong, nếu như nói biên độ Tam Đao thật có thể trở thành đạo quân, đối với bọn hắn biên độ thế gia mà nói, đó là thời gian tới tràn đầy vô hạn khả năng. Nói không chừng tương lai Phật Đà Thánh Địa, bọn họ là có thể lấy mà thay thế. Cho dù không thể lấy mà thay thế, nhưng ít nhất cũng có thể đời đời trưởng cầm Phật Đà Thánh Địa mà không lại chỉ cực hạn tại Hắc Mộc Nhai. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đang mong đợi Đại Thần Vu đáp án. Thậm chí ngay cả biên độ tam đao chính hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương, dù sao, Đại Thần Vu mỗi nói ra một câu chữ, một câu nói, đều muốn sẽ liên quan đến vận mệnh của hắn, liên quan đến tương lai của hắn. Ở trong nội tâm, hắn so với bất luận kẻ nào đều khát vọng có thể trở thành là đại thần vu lựa chọn định thiên chi kiêu tử. Hoặc bị đại thần vu dự mới là tương lai đạo quân. Ai cũng biết, hôm nay đại thần vu sẽ không dễ dàng vì ai tiên đoán, nếu như nói, hắn biên độ tam đao có thể được đến đại thần vu một cái may mắn tiên đoán, vậy ý nghĩa hắn tương lai địa vị vững như bàn thạch, ai đều không thể lay động. Ở phía sau, không chỉ là biên độ tam đao khẩn trương, ở đây không ít người cũng đều khẩn trương, ở trước mắt bao người đại thần vu thần thái vẫn như cũ lạnh lùng chỉ là nhìn biên độ tam đao liếc mắt không mặn không lạc nói rằng đao chính là lợi khí lúc này đây đại thần vu vẫn là tiết chữ như vàng chỉ là nói như thế năm chữ nói xong cái này năm chữ sau đó nhắm mắt dưỡng thần cũng không lại đi để ý tới biên độ tam đao chương 3836, muốn nhìn ta. Đại thần vu chỉ chỉ nói ra cái này năm chữ, cái này không khỏi để cho người ta trở nên thất vọng, mọi người dĩ nhiên không phải muốn nghe cái này vẹn vẹn năm chữ, đặc biệt hát một nhai tu sĩ cường giả, bọn họ càng muốn nghe thiên chi kiêu tử, thời gian tới đạo quân các loại lời nói như vậy. Thế nhưng, đại thần vu lại cứ vẻn vẹn chỉ nói một câu như vậy, đau, chính là lợi khí. Đại thần vu nói ra như thế năm chữ sau đó, liền không nữa nói, ở đây những người khác cũng không dám nhiều hé răng, lại không dám đi ồn ào hoặc nói ép buộc đại thần vu nói cái gì lời. Dù sao đại thần vu thân phận đặt ở chỗ ấy, liền vô địch hạng người, đều phải xưng một trong thanh âm tiên sinh, huống chi là bọn họ đâu, ở đây đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, ở đại thần vu trước mặt, vậy cũng là muốn thấp một bối, đều phải lấy vạn bối tự xưng, chớ nói chi là trẻ tuổi tu sĩ cường giả. Cho nên, đại thần vu nói cái này năm chữ sau đó quản chi không ít tu sĩ cường giả trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám nhiều hé răng biên độ tam đao ở trong lòng giống nhau là thất vọng hắn dĩ nhiên không phải cần cái này vẹn vẹn năm chữ trong lòng của hắn nhất định là thập phần khát vọng đại thần vu có thể chỉ định hắn là thiên chi kiêu tử hoặc tiên đoán hắn là thời gian tới đạo quân dù sao hắn tự cho là mình chỗ đã thấy tiên đoán dị tượng là hết sức chấn động nhân tâm theo như vậy hiện tượng thiên văn xem ra điều này làm cho biên độ tam đao cho rằng hắn thời gian tới nhất định sẽ đứng ở đỉnh bao quát thiên địa cũng chính bởi vì vậy biên độ tam đao trong lòng tràn đầy khát vọng chỉ sợ là lui một vạn bước mà nói đại thần vu không chỉ định hắn là thiên chi kiêu tử hoặc không tiên đoán hắn là tương lai đạo quân nhưng nói điểm tốt hơn lời tán thưởng một chút hắn dị tượng vậy cũng càng có thể để cho hắn đứng ở vị trí cao hơn lên cho nên biên độ tam đao chưa từ bỏ ý định vội vàng là lại không người hướng đại thần vu nói rằng tiền bối còn có cái gì chỉ giáo hay không vào giờ khắc này trong lòng của hắn đương nhiên khát vọng đại thần vu khen ngợi một tiếng hoặc khen hắn dị tượng nói mấy câu nhưng mà đại thần vu lại không thèm để ý thần thái lạnh lùng đờ đẫn đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần hình như căn bản cũng không có nghe được biên độ tam đao lời như nhau đại thần vu như vậy thần thái để biên độ tam đao trong lòng không khỏi thất vọng, cũng có bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Tuy rằng hắn cao quý biên độ tam đao thiếu chủ, hắc mộc nhai tương lai người cầm quyền. Thế nhưng, nếu như nói, đại thần vu không bán hắn mặt, cho dù hắn bây giờ là hắc mộc nhai chân chính người cầm quyền đều vô dụng, không nói là hắn, coi như là bọn họ biên độ thế gia lão tổ, nếu như đại thần vu không bán mặt, cũng giống vậy không thể tránh được. Dù sao đại thần vu địa vị tôn quý, có thể cùng Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn bình khởi bình tọa nhân vật, quản chi thực lực của hắn còn kém rất rất xa Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn, thế nhưng, địa vị của hắn vẫn như cũ lần thụ người khác tôn sùng, cho nên, hắn làm một vãn bối, quản chi trong lòng có bất mãn, cũng không dám làm càng. Đau, cũng là hung khí. Ở mọi người có điều mất hy vọng thời gian, một cái dằn giặc thanh âm âm vang lên. Mọi người nhìn lại, không ngoài dự liệu, người nói lời này đương nhiên là Lý Thất Dạ ở biên độ Tam Đao muốn cầu mà không được thời gian Lý Thất Dạ liền nở nụ cười tùy ý nói một câu nói như vậy cái này lời vừa nói ra biên độ Tam Đao sắc mặt liền nhất thời trở nên đại biến trong một sát na biên độ Tam Đao sắc mặt xấu xí người ở chỗ này đều nhìn Lý Thất Dạ biên độ Tam Đao ở phía sau sẽ không từ lửa giận lên chạy trốn hắn tự nhận là có một tốt tu dưỡng trước đó đối với Lý Thất Dạ cũng không có tức giận thế nhưng vừa ở đại thần vu trước mặt ăn một cái bế môn canh để trong lòng của hắn thập phần khó chịu hắn vốn là thấy được chuyện tốt dự đoán đại thần vu không để cho hắn dự đoán thì thôi hiện tại lý thất dạ một câu nói như vậy còn quét hắn nhã hứng có thể không để hắn lửa giận lên lũi a à? hắn cho dù có cho dù tốt hàm dưỡng hắn cũng không nhịn được nói bậy. ở phía sau biên độ tam đao nhịn không được xích quát một tiếng có tin hay không là tùy ngươi lý thất dạ nhún vai vừa cười vừa nói thần vu xem đích thật là học toán thiên thế gia vài phần bản lĩnh cái này xem thiên nghi thức còn là điểm chuẩn hiện tượng thiên văn giáng thần đao chính là nói ngươi chết tại thần dưới đao thiên chém hẳn phải chết điềm đại hung tự trọng đi lý thất dạ như thế tùy ý một câu nói nhất thời để biên độ tam đao sắc mặt khó xem đến cực điểm hắn thấy như vậy dự đoán hắn tự nhận là chính là chuyện tốt giống, hiện tại lý thất dạ lại nói thành triệu chứng xấu, cái này ý định là cùng hắn trở ngại. Làm càng, ở đây không ít hắc một nhai tu sĩ cường giả cũng không nhìn được, trong chớp mắt này ở giữa, có tu sĩ trẻ tuổi liền không nhìn được phẫn nộ quát, gán ghét. Ý định cùng biên độ thiếu chủ trở ngại, lòng già đáng chém, đem giết. Không sai, loại này nói bậy, khắp nơi quạt gió châm lửa người, hắc mộc nhai không cho những người khác cũng đều ồn ào đem hắn trục xuất hắc mộc nhai không cho phép hắn lại bước vào hắc mộc nhai nửa bước có tu sĩ trẻ tuổi phẫn nộ quát vì kia thổ hỏa thế gia thiếu chủ còn lại là lạnh lùng vừa cười vừa nói trục xuất hắc mộc nhai cái này lợi cho hắn quá rồi nói xấu biên độ thiếu chủ chữ bới biên độ thế gia cùng hắc mộc nhai trở ngại như vậy người nên chém lấy dẹp loạn nhiều người tức giận đúng nên chém lấy bình nhiều người tức giận trong khoảng thời gian ngắn không ít tu sĩ cường giả cũng đều đều tán thành đối với hát mộc nhai tu sĩ trẻ tuổi cường giả mà nói lý thất giả dạ chẳng qua là ngoại nhân mà thôi đem lý thất giả dạ cùng biên độ tam đao trở ngại thời gian hát mộc nhai cái này tuổi trẻ cường giả đương nhiên là đứng ở biên độ tam đao bên này cho dù biên độ tam đao không mở miệng chỉ sợ cũng có người nguyện ý xuất thủ chém giết lý thất giả dạ, lấy lấy lòng biên độ tam đao lấy lấy lòng biên độ thế gia. Lúc này, biên độ tam đao thở sâu một cái khí, tuy rằng hắn đè lại trong lòng tức giận. Nhưng, vẫn như cũ thần thái bất thiện, hắn lạnh lùng nhìn lý thất dạ, nói rằng, đạo hữu nếu đã biết xem tướng thầy tướng số, vì mình xem qua tướng mạo coi số mạng hay không. Tính qua. Lý thất dạ thản nhiên cười, nói rằng, vạn thọ vô cương. Hảo một cái vạn thọ vô cương. Liên thế hệ trước cười nhạt, lạnh lùng thốt khẩu xuất cuồng ngôn không biết trời cao đất trọng cuồng vọng như vậy tự đại người hẳn là thật tốt giáo huấn một chút hắn ở phía sau không ít hắc mộc nhai tu sĩ cường giả đều nóng lòng muốn thử bọn họ có ý định lấy lòng biên độ tam đao cùng biên độ thế gia liền coi như bọn họ sẽ không thực sự đối lý thất giả động thủ nhưng bọn họ cũng muốn biểu hiện ra muốn cùng biên độ thế gia cùng chung mối thù một đám ngu xuẩn lý thất dạ nở nụ cười lắc đầu nói rằng đi thôi nói xoay người rời đi lý thất dạ tới đương nhiên không là vì cái gì xem thiên hắn chỉ là nhìn một cái thần vu xem đạo thống mà thôi dù sao cũng là toán thiên thế gia hậu duệ hắn là nhìn một cái học vài phần bản lĩnh mà thôi xem qua đại thần vu xem ngày sau lý thất dạ cũng nhiên cho nên cũng lười lại sống ở chỗ này gấp như vậy đi làm gì thổ hỏa thiếu chủ thấy lý thất già dạ phải đi. Cười lạnh một tiếng, đứng tới. Cái khác không ít hắc một nhai tu sĩ cường giả thần thái bất thiện, nếu như nói, biên độ tam đao một cái ra hiệu, hoặc một cái tỏ thái độ, chỉ sợ còn thật sự có người muốn động thủ lưu lại lý thất già. Dạ. Nhưng, lý thất già dạ căn bản cũng không có đi liếc mắt nhìn, mà vệ thiên thanh lạnh trên một tiếng, nàng một tiếng hừ lạnh, như huyền băng nổ tung giống như vậy, lạnh ý đánh thẳng tới vệ thiên thanh thế nhưng thống suất một cái quân đoàn đại tướng quân có thể không phải là cái gì nhỏ yếu hạn người nàng một tiếng hừ lạnh dường như sấm sét nhất thời để những tu sĩ này cường giả dừng lại coi như là thổ hỏa thiếu chủ trong lòng lại càng hoảng sợ lui về sau một bước vệ thiên thanh chính là chỗ này sau một tiếng hừ lạnh người khác đều không dám lỗ mãn vệ thiên thanh không chỉ có là nhung vệ quân đoàn quân đoàn trưởng nàng cũng là trẻ tuổi thực lực cực kỳ mạnh mẽ thiên tài vì thiếu gia này tại sao không thử một chút xem thiên đây? Ở Lý Thất Giả dạ lúc sắp đi, Đại Thần Vu lập tức mở mắt, mở miệng giữ lại Lý Thất Giả. Dạ. Không cần nhìn, ta cũng biết thiên là như thế nào. Lý Thất Giả dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, bước bước tiến, không có để lại ý tứ. Thấy Lý Thất Giả dạ phải ly khai. Có tu sĩ cường giả hừ lạnh nói, hừ, chỉ sợ là không dám nhìn đi, thấy tự mình vận rủi, nói không chừng đem mình sợ mất mật tử là vội và muốn làm rùa đen rút đầu. Cũng có người cười nhạo, nói rằng cho nên sợ đến muốn chạy trốn. Lý Thất Dạ phải đi, đại thần Vu so với ai cũng muốn nóng nảy, hắn vội vàng nói là nói, công tử đánh giá lại có làm sao. Nói, hắn nhẹ nhàng ngoắt tay. Theo đại thần Vu ngoắt tay, vốn là ở yên tĩnh trên thủy tinh cầu thoáng cái bay, hướng Lý Thất Dạ bay qua. Đại thần Vu xác thực là muốn nhìn một cái Lý Thất Dạ Hắn không dám nói muốn cưỡng ép Lý Thất Dạ làm chuyện gì. Hắn chỉ là muốn mời Lý Thất Dạ xem một vòng mà thôi. "Ông." Một tiếng vang lên, ở thủy tinh cầu dựa vào một chút gần Lý Thất Dạ thời gian, trong một sát na hiện lên hàng tỷ trượng kim quang, trong chớp mắt này ở giữa, vô cùng vô tận hàng tỷ trượng kim quang phóng lên cao, như hàng tỷ kim sắc thái dương nổ tung như nhau. "Đây là cái gì?" Mọi người bị như vậy rực rỡ vô cùng kim quang chiếu sáng không mở ra được hai mắt hoảng sợ quát to một tiếng muốn nhìn ta ngay một khắc này lý thất già dạ chỉ là một cái ngoái đầu nhìn lại mà thôi đùng một tiếng vang lên hàng tỷ thiểm điện chiếu nghiêng xuống ở thiểm điện ở giữa như có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ở phanh một tiếng vang lên tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời gian thủy tinh cầu trong nháy mắt băng được nát bấy đại thần vu hoảng sợ đông 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 liền lùi lại vào bước sắc mặt trắng bệch ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời gian, còn không có thấy rõ ràng trong này chi tiết lúc, thủy tinh cầu đã thoáng cái băng được vỡ vụn. Đem mọi người phục hồi tinh thần lại lúc, lý thất dạ bọn họ đã phiêu nhiên đi, đã ly khai vu thần núi. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy thủy tinh cầu chỉ một cái tử sụp đổ rồi. Đều mặt choáng ván, cũng không biết vừa cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thật là khủng khiếp dị tượng có cường đại vô cùng lão tổ ở vừa chỉ là nhìn liếc qua một chút nhưng vẫn như cũ bị kinh khủng như vậy tuyệt luân dị tượng chỗ chấn động ở liền đại thần vu xem thiên thủy tinh cầu đều sụp đổ rồi đây là muốn đáng sợ đến thế nào trình độ dị tượng mới có thể vỡ nát đại thần vu thủy tinh cầu đây cũng có đại giáo lão tổ thấy được dị tượng một phần nhỏ nhưng không có thể thấy rõ mặc dù là như vậy bọn họ bị chấn động được thật lâu chưa tỉnh hồn lại Chương 3837, Đăng Tổ Ngọn Núi Thủy tinh cầu vỡ nát, trong một sát na trung động mọi người. Trước đó, biên độ tam đao xuất hiện dị tượng, đã đầy đủ chấn động lòng người, nhưng cùng lý thất dạ tình huống so ra, liền tỏ ra ảm đạm phai mờ. Đây tột cùng là chuyện gì? Có trẻ tuổi tỉnh hồn lại thời gian, không khỏi giật mình nói rằng thủy tinh cầu là thế nào dạng rơi. So với thế hệ trước, đặc biệt đại giáo lão tổ, không ít trẻ tuổi căn bản cũng không có thấy rõ ràng, ở vô cùng kim quang nổ tung thời gian, ở chói mắt vô cùng quang mang dưới, bọn họ căn bản là không mở ra được hai mắt. Chỉ sợ là thiên nhãn đều không thể đi quan kháng. Là bị kinh thiên vô cùng dị tượng chấn vỡ a. À? Có một vị đem so với gốc rõ ràng điểm tuổi trẻ cường giả không khỏi suy đoán nói. Nhưng, nói như vậy, lại làm cho không ít tu sĩ trẻ tuổi không tin, có tu sĩ trẻ tuổi không khỏi nói rằng, điều này sao có thể, bao nhiêu người thử qua, đều không thấy ai chấn vỡ quá đại thần vu thủy tinh cầu đây. Chính là, cũng không có nghe đồn nói, đại thần vu từng là bác thất đạo quân xem thiên A. À. Liền trước kia kinh tài tuyệt diễm bác thất đạo quân cũng không chấn vỡ đại thần vu thủy tinh cầu, lý thất giả chính là một cái vãn bối. Chính là một chút như vậy đạo hạnh, làm sao có thể chấn vỡ đại thần vu thủy tinh cầu đây? Những thứ khác tu sĩ trẻ tuổi đều đều phủ nhận nói như thế mệnh cao quý không tả nổi, thâm bất khả trắc. Cũng có tu sĩ trầm ngâm một chút, nói rằng: Trước đó, Lý Thất Giả từng nói qua hắn thiên mệnh chính là thâm bất khả trắc, hiện tại xem ra, tựa hồ là có vài phần đạo lý. Đương nhiên, nói như thế, cũng khó tại để cho người ta tin tưởng, không ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả càng nhiều hơn lại cho rằng đây chẳng qua là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Hắn chính là đại thần Vu Thiên chi kiêu tử a, có một vị tu sĩ nghĩ tới trước đó các loại. Không khỏi toát ra như vậy một câu nói. Như vậy lời vừa nói ra, người thứ nhất biến sắc đúng là biên độ tam đao, nhưng hắn không có lên tiếng, cũng rất mau khôi phục bình tĩnh. Họ lý chính là thiên chi kiêu tử. Nói như thế vừa nói ra, nhiều người hơn không tin, có trẻ tuổi sẽ không tự nói thầm nói, nhìn không ra hắn phương đó mặt như thiên chi kiêu tử, hay không lấn người khí thế, cũng không có cao quý chính là huyết thống càng không có cường đại vô cùng thực lực, các phương diện đều thường thường mà thôi, có thể nói là pro đại chúng, căn bản cũng không như là cái gì thiên chi kiêu tử. Nói như vậy, cũng nhận được rất nhiều người nhận đồng, quản chi đối lý thất giả không có ác ý gì tu sĩ cường giả nhiều hoặc ít cũng không khỏi nhận đồng lời nói như vậy. Tại cái gì người xem ra, lý thất giả đích thật là bình thường, hắn thật sự là quá bình thường, thông thường tướng mạo, thông thường đạo hạnh, thông thường khí chất thông thường căng cơ. Tự hồ, bất luận là theo phương đó mặt xem ra, lý thất dạ đều là quá bình thường. Nếu như nói, lý thất dạ cùng biên độ tam đao hai người bọn họ đứng chung một chỗ, chỉ sợ tất cả mọi người nhất trí cho rằng, biên độ tam đao mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Lý thất dạ quá bình thường, thật sự là không có có bất kỳ để cho người ta sáng mắt lên gì đó, cái này cũng không khó trách người khác dĩ mạo thủ thắng hắc thổ hỏa thế gia thiếu chủ sẽ không từ cười lạnh một tiếng nói rằng nếu như họ lý đều là thiên chi kiêu tử lời biên độ thiếu chủ là cái gì vô thượng trời xanh a à? vạn cổ vô song tồn tại chí cao a à? lý thất giả đích xác không giống thiên chi kiêu tử quá bình thường liên thế hệ trước đều cảm thấy lý thất giả không hề giống trong tưởng tượng thiên chi kiêu tử thế nhưng vừa phát sinh một màn thật sự là thật là quỷ dị cũng là đặc biệt chấn động nhân tâm tất cả mọi người không rõ đây tột cùng là ý vị như thế nào thần vu vừa phát sinh tất cả đây là ý vị như thế nào đây ở phía sau có đại giáo lão tổ không nén được tức giận hướng đại thần vu thỉnh giáo trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nhìn đại thần vu đều muốn đại thần vu cho một đáp án ở phía sau cũng không biết có bao nhiêu người ngừng thở đặc biệt như biên độ tam đao hắn cũng không khỏi khẩn trương hắn đương nhiên là có lo lắng, hắn lo lắng chính là, đại thần vu đột nhiên chỉ định lý thất dạ là thiên chi kiêu tử. Cái này đối với hắn mà nói, đối với hắc mộc nhai mà nói, cái này đều không là chuyện tốt lành gì. Đại thần vu chỉ là nhìn người ở chỗ này liếc mắt, lạnh lùng, nói cái gì cũng không có nói, ngăn ống tay áo, xoay người rời đi, tự hồ không có có bất kỳ có thể cùng mọi người nói. Đại thần vu cái gì cũng không nói, không trên một tiếng liền trở về, để tất cả mọi người không khỏi trở nên thất vọng lại có chút không thể tránh được đại thần vu không mở miệng nói chuyện bất luận kẻ nào đều không làm gì được hắn lại không dám đắc tội đại thần vu đương nhiên đại thần vu ngăn ống tay áo rồi rời đi nói cái gì cũng không có nói cũng có người thở dài một hơi ít nhất như biên độ tam đao như vậy người ở trong lòng liền thở dài một hơi đối với biên độ tam đao mà nói đại thần vu hay không chỉ định lý thất giả trở nên thiên chi kiêu tử đó là không thể tốt hơn chuyện tình đây cũng là hắn chỗ kết quả mong muốn đương nhiên lý thất già trên người phát sinh dị tượng đã ở biên độ tam đao trong lòng có rất sâu nghi hoặc đây tột cùng là ý vị như thế nào đây hắn cũng rất muốn biết nhưng trong này đáp án chỉ có đại thần vu biết xem thiên nghi thức đến đây kết thúc đại thần vu vào xem sau đó vu thần quan thần vu tuyên bố xem thiên nghi thức kết thúc lúc này đây xem thiên nghi thức có thể nói là bất tận nhân ý cũng không có đến đến mọi người chỗ kết quả mong muốn thậm chí có thể nói ở lúc này đây xem thiên nghi thức trên đại thần vu tiết lộ được quá ít tin tức bất luận kẻ nào đều cảm thấy có điểm đầu voi đuôi chuột thế nhưng không thể tránh được lấy đại thần vu thân phận cao quý hắn có thể tự mình đến chủ trì xem thiên nghi thức đã là một kỳ tích xem thiên nghi thức sau khi chấm dứt mọi người cũng chỉ đành giải tán ở không ít trong lòng người vẫn là để lại không ít nghi hoặc có một chút người ở trong lòng cho rằng lý thất dạ không rõ lai lịch hết sức thần bí có lẽ có khả năng chính là lớn thần vu nói thiên chi kiêu tử nhưng người nhiều hơn cho rằng đây hết thảy chẳng qua là vừa khớp mà thôi lý thất dạ như thế người bình thường căn bản cũng không có thể là cái gì thiên chi kiêu tử đương nhiên cũng không có thiếu người cũng đều đều lưu ý lên lý thất dạ dù sao hắn một ngoại nhân đi tới hắc mộc nhai vẫn là lớn lối như vậy xem ra là mười phần phấn khích giáng dấp cho nên tất cả mọi người không khỏi đối với hắn có điều lưu ý lý thất dạ sau khi xuống núi theo mà đến vệ thiên thanh cáo từ hướng lý thất dạ không người nói rằng nhung vệ quân đoàn liền thủ tại hắc mộc nhai ở ngoài công tử có địa phương cần phân phó một tiếng thiên thanh nhất định xông pha khói lửa được lý thất dạ không khách khí gật đầu bị vệ thiên thanh đại lễ vệ thiên thanh cũng không hỏi nhiều lý thất dạ vì sao mà đến, cũng không hỏi nhiều lý thất dạ đem muốn làm gì, nàng biết một chút lý thất dạ tính cách, lý thất dạ muốn lúc nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng biết. Cho nên, vệ thiên thanh lần thứ hai không người, liền rời đi. Vệ thiên thanh sau khi rời khỏi, lý thất dạ mang theo dương linh bọn họ leo lên hắc một nhai mặt khác một ngọn núi. Cũng chính là cùng vu thần ngọn núi xa xa cùng hô ứng một ngọn núi, cái này một ngọn núi ở Hắc Mộc Nhai bị rất nhiều người xưng là biên độ núi, nguyên nhân là rất đơn giản, bởi vì này một ngọn núi là biên độ thế gia tổ núi, trên thực tế, biên độ thế gia cũng không phải là khởi nguyên từ ngọn núi này, càng không phải là khởi nguyên từ Hắc Mộc Nhai, chẳng qua là biên độ thế gia tổ tiên trước kia theo Phật Đà đạo quân viễn chinh Hắc Triều Hải, cuối cùng bước chân ở đây, đóng ở Hắc Mộc Nhai. Liền đời đời ở Hắc Mộc Nhai an cư lạc nghiệp. Về phần tại sao cái này một ngọn núi sẽ trở thành biên độ thế gia tổ núi? Người đời sau không được biết, có người nói, đó là bởi vì biên độ thế gia tổ tiên lần đầu tiên bước chân tại hắc mộc nhai thời gian, chính là đứng ở nơi này một ngọn núi trên, cũng có người cho rằng, trước khi Phật đà thánh địa viễn chinh hắc triều hải, người thứ nhất điểm dừng chân ở nơi này một ngọn núi trên, cho nên, biên độ thế gia mấy đời thương tiếc tổ tiên, đem ở đây lập thành tổ núi. Về phần cái này một tòa bị hậu thế xưng là biên độ ngọn núi hoặc tổ ngọn núi cái này một ngọn núi. Trước đây đến tột cùng là tên gọi là gì, hậu thế đã không có ai biết. Cái này một ngọn núi, là biên độ núi tổ ngọn núi, nhưng, nhưng không có bất kỳ một cái nào biên độ thế gia đệ tử đóng ở ở đây, đây là chuyện hết sức kỳ quái. Dù sao, ngọn sơn phong này là biên độ thế gia tổ ngọn núi, lại là hắc mộc nhai hai ngọn núi lớn một trong, cùng vu thần quan xa hô tương ứng, có thể nói là toàn bộ hắc mộc nhai điểm cao, ở ngọn núi này lên có thể đem toàn bộ hắc mộc nhai thu hết đáy mắt. Như vậy một ngọn núi, bất luận là theo vị trí địa lý, còn là chiến lược trên ý nghĩa mà nói, biên độ thế gia đều phải có đệ tử đóng ở mới đúng, cho dù hay không trọng binh gác. Cũng có thể có đệ tử bình thường trông coi, huống chi ngọn sơn phong này bị định là biên độ thế gia tổ ngọn núi. Thế nhưng, tại đây một ngọn núi trên, lại cứ không có một người nào, không có một cái nào biên độ thế gia đệ tử đóng ở, không có có bất kỳ một cái nào ngoại nhân biết cái này đến tột cùng là nguyên nhân gì. Mặc dù biên độ thế gia chưa từng có tiết lộ qua vì sao tại đây tổ trên đỉnh núi không có đóng ở đệ tử nguyên nhân, nhưng ở Hắc Mộc Nhai có các loại tin đồn, có các loại suy đoán. Có tin đồn nói, ở tòa này tổ trên đỉnh đã từng nháo quá quỷ, biên độ thế gia ở trước kia là đóng ở có thực lực cường đại đệ tử. Thế nhưng đột nhiên ở một buổi tối tổ ngọn núi chuyện ma quái biên độ thế gia đệ tử đều chết thảm ở tổ trên đỉnh biên độ thế gia tra không ra bất kỳ nguyên nhân cho nên biên độ thế gia liền không nửa phái đệ tử đóng ở nơi này cũng có suy đoán nói biên độ thế gia cái này một tòa tổ ngọn núi có biên độ thế gia tổ tiên lực lượng cường đại gia trì cho nên con cháu đời sau không thể ở chỗ này tòa tổ trên đỉnh bởi vì không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng đương nhiên có một loại thuyết pháp cho rằng biên độ thế gia nắm giữ toàn bộ hắc mộc nhai, quản chi tổ ngọn núi hay không người nào thủ vệ, không có bất kỳ người nào chiếm lĩnh tổ ngọn núi, không có bất kỳ người nào tại đây tổ trên đỉnh làm sằng làm bậy, đây là biên độ thế gia đối với thực lực bản thân tự tin. mặc kệ là nguyên nhân gì, cho dù biên độ thế gia hay không phái người nào gác, trăm nghìn vạn năm tới nay, cái này tòa vị trí địa lý trọng yếu như vậy ngọn núi, xác thực là không người nào dám cùng biên độ thế gia thưởng không có có bất kỳ đại giáo tông môn dám chiếm lĩnh ở đây. Cái này tọa tổ ngọn núi, một mảnh xanh tươi, thông thông út út, ở ngọn sơn phong này đỉnh núi, là là một khối đất bằng phẳng. Cỏ dại rậm rạp. Nơi này không sai. Lý thất giả đứng ở trên ngọn núi, liền chọn trúng ngọn sơn phong này. Biên độ thế gia tổ tiên, đích thật là thật tinh mắt, chỉ là tử tôn hay không thực lực đó mà thôi. Lão nô gật đầu, nói rằng, có thể, đây là Phật đà đạo quân cho bọn hắn chỉ một con như vậy đường sáng. Chương 3838, một cái gỗ mục. Nghe được lý thất dạ cùng lão nô nói như vậy, Dương Linh không khỏi nhìn xung quanh, nàng bốn phía quan kháng, đều nhìn không ra cái này một ngọn núi có cái gì chỗ kỳ lạ. Cái này một tòa bị biên độ thế gia xưng là tổ ngọn núi ngọn núi, là hắc mộc nhai hai ngọn núi lớn một trong thế nhưng cùng đối diện vu thần ngọn núi so ra vậy cách biệt quá xa trước mắt cái này một tòa tổ ngọn núi hay không thần vu ngọn núi hiểm kỳ thanh tú cũng không có vu thần ngọn núi tuấn khí có thể nói trước mắt cái này một tòa tổ ngọn núi chính là xanh tươi mà thôi khắp nơi đều là cây cối xanh biết xanh ung tươi tốt theo này ở ngoài nếu như có chỗ nào có thể cùng vu thần ngọn núi so sánh với như vậy cũng là bởi vì cái này một ngọn núi cùng vu thần ngọn núi không sai biệt lắm cao đi, có thể là so với vu thần ngọn núi thoáng cao một chút, trừ cái đó ra, tự hồ không có gì có thể cùng vu thần ngọn núi so sánh. Đương nhiên, Dương Linh cũng sẽ không đến đây cho rằng cái này một ngọn núi không đến một văn, sẽ không cho là ngọn sơn phong này là lãng đắc hư danh. Dù sao, ngọn sơn phong này có thể bị biên độ thế gia chọn làm tổ ngọn núi, vậy nhất định có nó cùng người khác bất đồng địa phương chỉ bất quá là nàng không có thể phát hiện mà thôi trên thực tế leo qua cái này tòa tổ ngọn núi người cũng đều sẽ có ý nghĩ như vậy ở rất nhiều người xem ra đối lập lên vu thần ngọn núi tới biên độ thế gia cái này một tòa tổ ngọn núi liền tỏ ra thường thường không có gì lạ nếu như ở hai ngọn núi này giữa làm ra lựa chọn chỉ sợ đại đa số mọi người sẽ chọn vu thần ngọn núi thế nhưng biên độ thế gia tổ tiên lại cứ chọn trúng ngọn sơn phong này là tổ ngọn núi điều này cũng làm cho để rất nhiều người kỳ quái biên độ thế gia tổ tiên đến tột cùng là nhìn trúng ngọn sơn phong này địa phương nào đây rất nhiều người không biết đáp án mà có một chút cường đại vô cùng nhân vật vô địch bọn họ nhìn ra được nhưng lại không đi nói cho thế nhân dương linh quan sát một phen cái này tọa tổ ngọn núi sau đó nhìn không ra đầu mối gì không khỏi hết sức tò mò nhìn không được nói rằng ngọn sơn phong này kỳ diệu ở chỗ đâu đây Lý thất dạ nở nụ cười, không nói gì. Lão nô cười cười, nói rằng, lão biên thế gia tổ tiên là một vị nhân vật không tầm thường, hắn có thể lựa chọn ở đây, đó là nhìn trúng ngọn sơn phong này căn cước. Ngọn sơn phong này căn cước. Dương linh không khỏi trở nên ngẩn ra, kỳ quái, nói rằng, ngọn núi cũng có căn cước à? Vật gì vậy đều có căn cước. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ bất quá, thế nhân chẳng biết hoặc không sao biết được mà thôi giống như ngọn sơn phong này, vậy ngươi có nghĩ tới không, ở biên độ thế gia trước khi, nó phải gọi cái gì ngọn núi? Nó là thuộc về ai? Ở trên ngọn núi này đã từng ở qua người nào, hoặc tại đây trong đã từng ra khỏi cái gì? Hay hoặc giả là sinh trưởng quá cái gì? Đây là căn cước. Lý thất giả nói như vậy, nhất thời để Dương Linh không khỏi trở nên ngẩn ra, Lý thất giả nói đây hết thảy, nàng thật đúng là không biết, thậm chí đều không nghĩ tới quá. Bởi vì vừa nhắc tới cái này một ngọn núi. Mọi người đều không hẹn mà cùng mà nghĩ tới biên độ thế gia, nó là biên độ thế gia tổ ngọn núi, còn những thứ khác chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới quá, dù sao, biên độ thế gia có ngọn sơn phong này đã đầy đủ năm tháng khá dài, mọi người đều không hẹn mà cùng mà cho rằng ngọn sơn phong này chính là biên độ thế gia, không còn có suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn hoặc càng xa xôi chuyện tình. Như vậy, nếu quả như thật hỏi tới ngọn sơn phong này ở biên độ thế gia trước khi, nó là thuộc về ai? Hoặc ngọn sơn phong này từng tên gọi là gì, ở phía trên ngọn núi này từng ở qua hạng người gì? Hoặc sinh trưởng quá đồ vật như thế nào? Đối mặt vấn đề như vậy. Dương Linh đương nhiên là trả lời không được, chỉ sợ không chỉ có là nàng trả lời không được, coi như là toàn bộ hắc mộc nhai, đều không ai có thể trả lời đi lên. Chỉ sợ là biên độ thế gia chính bọn nó, đối với cái này dạng một vấn đề, bọn họ cũng giống vậy là trả lời không được, cho đến ngày nay, đối với biên độ thế gia tử tôn mà nói, đây hết thảy cũng đều là theo tổ tiên của bọn hắn trong tay kế thừa tới được. Công tử biết. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Dương Linh không khỏi hỏi. Lý thất già cười cười, nhẹ một chút đầu, nói rằng, đương nhiên biết. Ngọn sơn phong này căng cước là cái gì chứ? Dương Linh liền thoáng cái tràn ngập tò mò. Nàng dĩ nhiên muốn biết, cái này một ngọn núi căn cước đến tột cùng là cái gì, cái này có thể chính là biên độ thế gia tổ tiên đem ngọn sơn phong này chọn là tổ ngọn núi nguyên nhân đi. Nhưng, Lý Thất Dạ không trả lời, nở nụ cười, chỉ là đứng ở nơi đó, trông về phía xa đối diện vu thần ngọn núi mà thôi. Tổ ngọn núi cùng vu thần ngọn núi, hai ngọn núi chính là h hai 22 tòa ngọn núi cao nhất, hai ngọn núi này nhìn nhau mà đứng, mà ở hai ngọn núi này trong, vu thần ngọn núi lại càng tới gần tại Hắc Triều Hải, cho nên, đem đứng ở nơi này một tọa trên ngọn núi thời gian, không chỉ là có thể đem đối diện vu thần ngọn núi thu hết đáy mắt, cũng có thể đem xa xa hát triều hải thu hết đáy mắt. Nếu như nói, đứng ở phía trên ngọn núi này, có thể trông về phía xa hát triều hải, có thể bao quát toàn bộ hát mộc nhai, vậy cũng đích xác xem như là ngọn sơn phong này một đại mỹ cảnh đi. Bất quá, lý thất giả dạ rõ ràng không phải vì cảnh đẹp như vậy mà tới. Đương nhiên, Lý thất dạ không trả lời, Dương Linh cũng không truy vấn, nàng tự nhiên biết, Lý thất dạ muốn nói cho nàng biết thời gian, tự nhiên sẽ mở miệng. Vừa lúc đó, Lý thất dạ thu hồi ánh mắt, đi tới một bên, thân thế không xuống, nhìn một cái gỗ mục, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở phía trên ngọn núi này, có dại rậm rạp, từ hồ biên độ thế gia cũng chưa từng quản lý tu bổ quá nơi này cây cối hoa cỏ, tùy ý hắn sinh trưởng, cho nên, ở đỉnh núi lên, có dại rậm rạp, khắp nơi đều là. Ở nơi này tạp trong cỏ, có một cái cọc gỗ mục, theo gỗ mục tiết diện đến xem, cái này gỗ mục lúc còn sống là rất thô to, cần tốt mấy người mới có thể vây quanh, thế nhưng, sau lại không biết là nguyên nhân gì, có thể là chết già, có thể là bệnh chết, lại có lẽ là bị chém đứt, có thể dùng cây này chỉ để lại cột cây, để lại thật sâu đâm vào trong đất bùn rễ cây mà thôi. Như vậy một cái tuyệt tự, ở tại chỗ này, đã trải qua trăm nghìn vạn năm gió táp mưa xa trải qua nghị vạn trùng chú nước hũ có thể dùng nó đã trở thành gỗ mục chính là chỗ này sau dạng một cái gỗ mục vỏ cây của nó vẫn là thật dày thực thực từng tầng một hậu hậu thật thật vỏ cây chăm chú bao vây lấy nó nghìn trăm vạn năm trôi qua gỗ mục cây cối cũng là thụ nghiêm trọng thực mục nát vụn tùy thời đều có thể dễ dàng mà đem nó lột ra thậm chí có khả năng một trận gió to thổi qua là có thể đem nó quát rơi xuống không chỉ là vỏ cây đã hủ liền thân cây đã trải qua trăm nghìn vạn năm năm thực sau đó thực hư thúi không ít nhưng lõi cây vẫn là hết sức cứng rắn theo cây cối vòng tuổi liền có thể nhìn ra được cây cối vẫn như cũ cứng rắn như sắt tạm thời còn là khó với tổn thương mặc dù là như vậy nó vẫn như cũ chẳng qua là một cái gỗ mục mà thôi không có gì giá trị quá lớn ở cái này trong bụi cỏ dại chỉ sợ không có bao nhiêu người đi nhìn hơn nó liếc mắt coi như là có người thấy được cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ chú ý nó. Ở lý thất dạ xem xét tỉ mỉ cái này một cái gỗ mục thời gian, Dương Linh cũng không khỏi hết sức tò mò, nàng cũng không khỏi gấp quay đầu đi xem cái này một cái gỗ mục. Thế nhưng, nhìn không ra như thế về sau, gỗ mục vẫn là gỗ mục, không có có chỗ kỳ quái gì, cho dù có cái gì ngạc nhiên địa phương, như vậy, nó vẫn là một cái gỗ mục mà thôi. Công tử, nó rất không giống với a. Cùng người khác bất phàm a. Cuối cùng, Dương Linh nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói rằng, ngươi cứ nói đi. Ta không nhìn ra được, nếu như nó là bất phạm, nó cũng sẽ không hư thối hữu hóa nha. Dương Linh không khỏi bật thốt lên nói rằng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, nó so với Bác Hoang còn già hơn, ngươi cứ nói đi. So với, so với, so với Bác Hoang còn lão, Dương Linh nghe được nói như vậy, nhất thời trong lòng không khỏi trở nên chấn động miệng há thật lớn bác hoang trăm nghìn muôn đời khó với công tác thống kê nó cụ thể tuổi tác thế nhưng trăm nghìn muôn đời sau đó ra một đời lại một đời vô địch đạo quân một cái lại một cái đại giáo truyền thừa đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái lại một cái thánh địa quốc gia cổ băng nhiên sập đó là đã trải qua bao nhiêu mưa gió đã trải qua bao nhiêu năm tháng ở phía sau dương linh cũng không khỏi nghĩ tới một câu nói biển sẽ khô thạch sẽ nát vụn nhưng cái này cái cọc gỗ mục vẫn như cũ trăm nghìn vạn năm sau đó. Còn ở nơi này, bác hoang đã đủ rất xưa, thế nhưng cái này cái cọc gỗ mục so với bác hoang còn cổ lão hơn, thử nghĩ một hồi, này đã từng cường đại vô cùng truyền thừa, cũng sớm đã là ầm ầm sụp đổ, cái này cái cọc gỗ mục lại vẫn còn đang. Quản chi nó là gỗ mục, riêng là giữa nó so với bác hoang còn từ xưa, vậy đủ nói rõ giá trị của nó. So với bác hoang còn từ xưa phục hồi tinh thần lại sau đó dương linh cũng không khỏi thì thào nói nói ở phía sau nàng cuối cùng là minh bạch vì sao năm đó biên độ thế gia tổ tiên sẽ đem ở đây chọn là tổ ngọn núi là phật đà thánh địa tọa hạ vô song đại tướng hắn đích xác là mắt sáng như đuốc thấy một ít người khác chỗ không thấy được vật đây chính là bọn họ chỗ cường đại ta chúng ta muốn làm gì đây dương linh phục hồi tinh thần lại sau đó không khỏi nói rằng chúng ta là muốn đem nó đào lên a. À? Nó sinh trưởng tại đây trông thật tốt, đào nó làm gì? Lý thất giả cười cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau đó vỗ một cái cái này cái cọc gỗ mục, phân phó lão nô một tiếng, nói rằng, ở chỗ này đi, tại đây trông ở chút thời gian. Lão nô đương nhiên là không có có bất kỳ dị nghị gì, lên tiếng, lập tức đi bận rộn. Lão nô lớn như vậy thần thông người. Dọn nhà dời bỏ, ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong chính là một ngôi đại điện ốc xá xuất hiện ở phía trên ngọn núi này. Dương Linh cùng Phạm Bạch cũng không có nhàn rỗi, đem bốn phía cỏ dại thanh lý được sạch sẽ. Dương Linh bọn họ không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, thế nhưng cứ như vậy đi theo để ở trên thực tế, lão nô không rõ ràng lắm Lý Thất Dạ muốn làm gì, mặc dù nói hắn có thể nhìn ra một ít mánh khóe, nhưng hắn nhưng không cách nào nhìn thấu Lý Thất Dạ toàn cục. Nhưng Lão nô trong lòng rõ ràng là, lý thất dạ là hướng về phía Hắc Triều Hải mà đến, hắn ngay từ đầu. Chính là vì Hắc Triều Hải mà tới. Chỉ sợ, lần này cử chỉ, là hướng về phía Hắc Triều Hải đi, còn những thứ khác chi tiết là thế nào dạng, lão nô liền không được biết rồi. Hắc Mộc Nhai không lớn cũng không tính là nhỏ, lý thất dạ đám người bọn họ đột nhiên ở tại nơi này tổ trên đỉnh, hơn nữa còn là xây ốc xá cung điện, cái này làm sao không biết bị người phát hiện đây, cũng là rất nhanh kinh động biên độ thế gia. Thử nghĩ một hồi, ngọn sơn phong này, chính là biên độ thế gia tổ ngọn núi, hiện tại đột nhiên một ngoại nhân chạy tới đem chiếm cứ. Biên độ thế gia sẽ đến đây bỏ qua A. Chương 3839, biên độ thế gia phản ứng. Lý thất dạ bọn họ lại đang tổ trên đỉnh để ở, xây lâu trúc bỏ, thoáng cái ở hắc mộc nhai đưa tới ồ lên. Không ít tu sĩ cường giả đều thất kinh, thậm chí là nghẹn họng nhìn trân trối. Tiểu tử này là điên rồi sao? Coi như là thế hệ trước cường giả cũng là thất kinh, nói rằng, dĩ nhiên mạnh mẽ đi chiếm giữ biên độ thế gia tổ ngọn núi, đây là chán sống. Ở Hắc Mộc Nhai tất cả mọi người biết, Hắc Mộc Nhai là biên độ thế gia thiên hạ, tổ ngọn núi, đối với biên độ thế gia mà nói, có không phải chuyện đùa ý nghĩa, thậm chí là tới một mức độ nào đó là đại biểu cho tổ tiên bọn họ một loại vinh quang. Tuy rằng trong ngày thường biên độ thế gia không có phân ra hạ đệ tử gác, thế nhưng, hát mộc nhai tất cả mọi người biết, cái này một tòa tổ ngọn núi chính là biên độ thế gia sản nghiệp, bất luận kẻ nào muốn nhúng chàm cái này tòa tổ ngọn núi, vậy cũng là chán sống. Trăm nghìn vạn năm tới nay, cũng từng có không ít to gan lớn mật người, cũng đều muốn chiếm núi làm vua, muốn chiếm giữ ngọn sơn phong này, thế nhưng, sau cùng hạ tràng là có thể tưởng tượng được, cuối cùng không không ngoại lệ mà chết thảm. Không biết trời cao đất rộng gì đó, cũng dám chiếm giữ biên độ thế gia tổ ngọn núi. Ngài bị chết không đủ nhanh, có trẻ tuổi biết sau chuyện này, không khỏi cười lạnh nói rằng, nhìn hắn là thế nào dạng chết, đến lúc đó chỉ sợ hắn là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Biên độ thế gia thủ đoạn, ở Hắc Mộc Nhai vô cùng nhiều tu sĩ cường giả đều rất rõ ràng dám cùng biên độ thế gia là địch, đây tuyệt đối là không có kết cục tốt, có thể được cái chết già, đã là tốt nhất kết quả, bao nhiêu cùng biên độ thế gia là địch người, không phải là chết không có chỗ chôn. Lại có bao nhiêu thế gia môn phái, cuối cùng là bị biên độ thế gia tiêu diệt. Hiện tại lý thất giả dạ cũng dám chiếm giữ biên độ thế gia tổ ngọn núi, vậy đơn giản chính là hung hăng đánh biên độ thế gia một bạc tai, đó là trần trụi mà khiêu chiến biên độ thế gia, xảy ra chuyện như vậy, biên độ thế gia chỗ nào sẽ bỏ qua, nói không chừng muốn đem lý thất giả chém thành muôn mảnh, muốn đem lý thất giả tỏa cốt dương hôi. Tiểu tử này không giống như là cái kẻ ngu si, hắn đến tột cùng là có cái gì sức mạnh, cũng dám ở hắc mộc nhai khiêu khích biên độ thế gia. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi trầm ngâm, tuy rằng bọn họ còn không biết Phật đế nguyên chuyện xảy ra. Thế nhưng, ở xem thiên nghi thức lên phát sinh tất cả, để một ít đại giáo lão tổ cảm thấy lý thất dạ không giống người thường. Đặc biệt thủy tinh cầu vỡ nát lúc, càng làm cho một ít đại giáo lão tổ cảm thấy lý thất dạ bất phàm, bọn họ đều ý thức được, không phải là mảnh long bất quá gian. Thế nhưng, ở hắc mộc nhai, biên độ thế gia lại chỗ nào là dễ trêu. Bao nhiêu ngoại lai cường giả, bao nhiêu không phải đại nhân vật, đi tới hắc mộc nhai sau đó, cùng biên độ thế gia là địch, đều không có gì tốt chết già hiện tại lý thất giả dĩ nhiên mạnh mẽ giữ lấy biên độ thế gia tổ ngọn núi đây là trực tiếp cùng biên độ thế gia vạch tìm tòi da mặt hành động như vậy vậy đơn giản chính là hướng biên độ thế gia tuyên chiến bất kỳ một cái nào cường giả đặc biệt ngoại lai cường giả muốn đi gặp biên độ thế gia tuyên chiến đều phải suy nghĩ mình một chút nếu không nhất định là chết không có chỗ chôn cho nên để không ít đại giáo lão tổ có chút xem không rõ cho dù lý thất giả lai lịch bất phàm hắn có như thế nào sức mạnh đi cùng biên độ thế gia là địch đây phải biết rằng tại đây hắc mộc nhai coi như là kim sử vương triều đều không làm gì được biên độ thế gia bá đạo như vậy hành vi có thể hắn có thể chính là đại thần vu nói thiên chi kiêu tử đi có trẻ tuổi nghe được tin tức như thế sau đó không khỏi lớn mật mà suy đoán thế nhưng suy đoán như vậy cùng không có được bao nhiêu người nhận đồng có trẻ tuổi thiên tài cười lạnh một tiếng nói rằng lý thất dạ là thiên chi kiêu tử đùa gì thế nếu như hắn là thiên chi kiêu tử như vậy biên độ thiếu chủ là cái gì đông mang cùng thiếu là cái gì ở xa xôi hắn phương chính nhất thiếu sư là cái gì lý thất dạ cùng bọn chúng so ra căn bản là không đáng giá nhắc tới hắn có tư cách gì đem thiên chi kiêu tử cái này cảm thấy cũng là nếu như lý thất dạ thật là thiên chi kiêu tử chỉ sợ lúc đó đại thần vu cũng đã sớm nói Lánh có tu sĩ trẻ tuổi phụ họa nói thế nhưng lúc đầu đại thần vu cũng không nói gì đại thần vu đã sớm nói xem thiên nghi thức chính là vì thiên chi kiêu tử nếu như lý thất dạ là thật thiên chi kiêu tử vì sao đại thần vu lại nói năng thận trọng đây ta xem trong này tất có kỳ hoặc lý thất dạ nhất định không phải là cái gì thiên chi kiêu tử lý thất dạ chiếm lĩnh biên độ thế gia tổ ngọn núi trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hắc mộc nhai liền sôi sôi trào nhảy ở tình huống như vậy dưới, biên độ thế gia ngồi không yên, lập tức phái ra một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp lên tổ ngọn núi. Biên độ thế gia ngồi không yên, đó cũng là ở mọi người chuyện trong dự liệu, phải biết rằng, ở Hắc Mộc Nhai, chính là biên độ thế gia thiên hạ. Nếu như bây giờ Lý Thất Giả dạ chiếm lĩnh biên độ thế gia tổ ngọn núi, biên độ thế gia đều không kêu một tiếng, như vậy biên độ thế gia ở Hắc Mộc Nhai địa vị thụ rất lớn khiêu chiến, cái này cũng sẽ bị hư hỏng biên độ thế gia ở hắc mộc nhai quyền uy. Mang theo mênh mông cùng cùng đội ngũ người là biên độ thế gia quản gia. Theo đạo lý mà nói, biên độ thế gia như thế một cái cường đại mà từ xưa thế gia, không nên như là phổ thông nhà giàu mới nổi vậy, có thiết kế như thế một cái muốn khó dằn nổi quản gia chức vị. Thế nhưng, biên độ thế gia lại cứ có chức vị như thế, hơn nữa biên độ thế gia quản gia, cho tới nay đều không phải là biên độ thế gia đệ tử, đều là do họ khác người đảm nhiệm. Giảng đơn mà nói, biên độ thế gia quản gia, chẳng qua là cổng họa người mà thôi, có cái gì khổ vi, có cái gì bẩn vi liền do hắn dẫn người tới cuốn lấy, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy cũng từ hắn tới cổng họa. Đương nhiên, biên độ thế gia mạnh mẽ như vậy từ xưa thế gia, quản gia vị, cũng không phải ai cũng có thể làm được với, hiện tại biên độ thế gia quản gia, ở còn không có gia nhập biên độ thế gia lúc, ở hát mộc nhai cũng đã được hưởng nổi danh cường giả nhìn thật là náo nhiệt thấy biên độ thế gia quản gia mang theo như thế một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp leo lên tổ ngọn núi hát mộc nhai không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó hưng phấn không ít người cũng vội vàng là theo chân leo lên tổ ngọn núi mọi người cũng đều muốn nhìn một cái náo nhiệt thậm chí có trẻ tuổi theo sau cười lạnh nói rằng dám chiếm giữ biên độ thế gia tổ ngọn núi nhìn họ lý là nghĩ như thế nào đi, nói không chừng sẽ bị biên độ thế gia quản gia lột da, rút gân, bị chết vô cùng thê thảm. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người phong tuôn, đều xông lên biên độ thế gia. Ở tổ trên đỉnh, Lý Thất Giả dạ đứng ở gỗ mục hai bên trái phải, đem gỗ mục từng tầng một vỏ cây bát xuống tới, tầng này tầng vỏ cây đều đã mục nát không chịu nổi, tự hồ tùy tiện xé rách cũng sẽ bể nát. Nhưng, sự thực cũng không phải là như vậy, chỉ sợ là thoạt nhìn thập phần một vỏ cây vẫn là như vậy cứng rắn người bình thường thật đúng là bác bất động vỏ cây mục nát lý thất dạ cũng không ngại dơ bẩn một tầng một tầng từng khối từng khối mà đem hư thối lão gia cho bác xuống tới thần thái thập phần chăm chú hán bộ dáng kia hình như là ở tạo hình cái gì tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như nhau như vậy bẩn vi dương linh đương nhiên cho rằng không nên từ công tử để làm nhưng vốn định giúp lý thất dạ thế nhưng Lý thất dạ lại lắc đầu, cười cười, nói rằng, đây không phải là ngươi có thể làm, không cẩn thận, nó liền không có cơ hội. Dương Linh không biết Lý thất dạ trong miệng nói cơ hội là cái gì. Nhưng, thấy Lý thất dạ khó có được trịnh trọng như vậy, nàng cũng không dám dễ dàng đồng thủ, để tránh khỏi được phá hủy Lý thất dạ đại sự, nàng chỉ ngồi ở bên cạnh, cẩn thận nhìn Lý thất dạ nhất cử nhất động, nàng muốn học ít đồ. liền tại Lý thất dạ chăm chú lột ra gỗ mục lão gia lúc, Biên độ thế gia quản gia đã mang theo một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đuổi tới. Ở chi đội ngũ này sau đó, cũng không thiếu xem xem náo nhiệt tu sĩ cường giả. Tại đây chút hát mộc nhai tu sĩ cường giả trong, đa số người đều là muốn xem lý thất giả là thế nào dạng xấu mặt, thậm chí là muốn nhìn đến lý thất giả là thế nào dạng chết thảm ở biên độ thế gia trong tay. Đối với lý thất giả, bọn họ đa số là ông nhìn có chút hả hay dáng dấp. Người chính là lý thất giả đúng không? Biên độ thế gia quản gia leo lên tổ ngọn núi, hai mắt quét sạch, thấy ở ngọn núi này lên, dĩ nhiên có xây như thế một tòa ốc xá cung điện, hắn nhất thời liền sắc mặt nhìn không tốt. Nơi này chính là biên độ thế gia tổ ngọn núi, tại đây trong động thổ trúc xây ốc xá cung điện, kia đối với biên độ thế gia mà nói, thật sự là một loại nhục nhã hành vi, nếu như không đem những này ốc xá cung điện sang bằng, cầm lý thất giả vấn tội, như vậy, hắn trở lại cũng vô pháp hướng chủ nhà giao cho hắn người quản gia này không làm tiếp được. Thế nhưng, Lý Thất Dạ ngồi sống gỗ mục trước khi, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt, cũng không ứng với lên một tiếng, vẫn là ở nghiêm túc bát gỗ mục lão gia, hai tay đều dính đầy bùn bẩn. Lý Thất Dạ Lý cũng không để ý tới biên độ thế gia quản gia, để đi theo xem náo nhiệt tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người không khỏi nói thầm một tiếng, nói rằng, cái này có phần quá khinh thường chứ, đây là không có đem biên độ thế gia quản gia để vào mắt. Nếu như hắn sẽ đem biên độ thế gia để vào mắt, cũng sẽ không ở tổ trên đỉnh núi xây cung điện ốc xá. Cũng có thế hệ trước cường giả trầm giọng nói. Biên độ thế gia quản gia sắc mặt là đại biến, hắn còn không có trở thành biên độ thế gia quản gia lúc, ở Hắc Mộc Nhai cũng đã được hưởng nổi danh, cũng là lên được mặt bàn đại nhân vật, ở Hắc Mộc Nhai bao nhiêu người mời hắn ba phần. Hắn làm tới biên độ thế gia quản gia sau đó, Liền không cần nói nhiều, nắm quyền, ở Hắc Mộc Nhai bao nhiêu lớn bé sự tình đều là do hắn định đoạt. Có thể nói, ở Hắc Mộc Nhai, ai không mời hắn. Hôm nay, Lý Thất Dạ như vậy một cái người ngoại lai, thật không ngờ không nể mặt hắn, như vậy kiêu căng khinh thường. Đó là quét hắn mặt mũi, để trên mặt hắn không ánh sáng. Lý Thất Dạ, ngươi mau hủy đi nơi này cung điện ốc xá, tự bó buộc hai tay, đi với ta biên độ thế gia đi một chuyến. Biên độ thế gia quản gia không khỏi trầm giọng mà đối lý thất dạ nói rằng: Biên độ thế gia quản gia thái độ như vậy đã đủ khách khí, nếu như hắn không khách khí, không nói hai lời, trước dẫn người bắt lý thất dạ rồi hãy nói, còn có phải hay không đem lý thất dạ đã thương đánh cho tàn phế, liền xem tâm tình của hắn. Hiện tại hắn khách khí như vậy nói, cũng là bởi vì hắn đại biểu cho biên độ thế gia, biểu hiện một chút mình độ lượng. Thế nhưng, đối với hắn nói như vậy, Lý thất dạ vẫn không có trả lời, thậm chí ngay cả xem cũng không có liếc hắn một cái, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại ở gỗ mục trên, hai tay cũng không ngừng, rất chuyên chú lột ra lão gia. Chương 3840, Cúc Lý thất dạ không thèm để ý thái độ, chuyện này nhất thời để biên độ thế gia quản gia sắc mặt là khó xem đến cực điểm. Lấy thực lực của hắn, lấy thân thể của hắn phần, đặt ở toàn bộ hắc mộc nhai, chính là uy danh hiển hách tồn tại. Hôm nay, lý thất dạ như thế một cái ngoại lai người, dĩ nhiên không coi bọn họ là làm một sự việc, cái này có phần là quá kiêu ngạo chứ, cái này có phần là qua cùng vọng đi, đây là ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng tác hắn bạc tai. Người ở chỗ này cũng đều hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng đều cảm thấy lý thất dạ thật sự là làm được có chút quá mức. Dù sao, ngay từ đầu, Biên độ thế gia quản gia đó cũng là tốt nói tương hướng, thế nhưng, lý thất dạ lại như vậy không nể mặt mũi, như vậy thật sự là quá kiêu ngạo. Tục ngữ nói thật tốt, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, hiện tại lý thất dạ thái độ như vậy, đó là rõ ràng muốn cùng biên độ thế gia quản gia trở ngại, đây cũng là rõ ràng muốn cùng biên độ thế gia trở ngại. Đừng cho thể diện mà không cần. Cuối cùng, biên độ thế gia quản gia sắc mặt nghiêm lại, lạnh ngắt nói, ngươi bây giờ theo ta đi, còn kịp, nếu không, chờ ta chủ thượng trách tội xuống, chỉ sợ ngươi là không có có kết quả gì tốt. Đến lúc đó, ngươi nghĩ cầu xin tha thứ, đã không còn kịp rồi, chỉ sợ, đến lúc đó, ngươi là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lần này, biên độ thế gia quản gia cũng là đem ngoan thoại đập đi ra, hắn ngay từ đầu là tốt nói tương hướng, lý thất dạ lại cứ không để cho chuyện này mặc, cho nên, ở phía sau, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ phong độ tình cảm cái gì hắn thấy nếu lý thất dạ cho thể diện mà không cần vậy hắn liền cẩn thận mà giáo huấn một chút lý thất dạ cho hắn biết ở hát mộc nhai ai mới là chủ nhân tại đây mảnh đất nhỏ ai mới là định đoạt đây cũng là muốn cho thế nhân thật tốt minh bạch tại đây hát mộc nhai cùng biên độ thế gia là địch là không có bất luận cái gì kết cục tốt thế nhưng quản chi biên độ thế gia quản gia đem ngoan thoại đập xuống lý thất dạ lý cũng không lý hắn căn bản là không có đi xem biên độ thế gia quản gia liếc mắt vẫn như cũ toàn thân xuyên ở đi bát gỗ mục lão gia lần này biên độ thế gia quản gia đó là hoàn toàn nổi giận lý thất dạ vậy đơn giản chính là không có đem hắn không coi vào đâu căn bản là không có coi hắn là làm một sự việc cho nên ở phía sau lửa giận vọt lên biên độ thế gia quản gia chính là ác ý gan vừa sinh lên cho ta đem ốc xá cung điện sang bằng đem mọi người bắt kẻ dám phản kháng giết không tha biên độ thế gia quản gia lộ ra sẵn giọng vô cùng sát khí mỗi một câu nói mỗi một chữ cũng đều là tràn đầy sát khí đem biên độ thế gia quản gia nói lời như vậy lúc thậm chí để người thật giống như là nghe được hắn ở nghiến răng nghiến lợi Tự hồ là hận không thể đem lý thất già chém thành muôn mảnh ây biên độ thế gia quản gia ra lệnh một tiếng theo mà đến đệ tử lập tức hét lớn một tiếng một nhóm người hướng ốc xá cung điện phóng đi, muốn đem Lý Thất Dạ bọn họ cung điện ốc xá sang bằng. Một nhóm người khác hướng Lý Thất Dạ bọn họ vây lại, muốn bắt xuống Lý Thất Dạ. "Tiểu tử, trái lại thúc thủ chịu trói, nếu không, đoạn tay ngươi chân." Lúc này, biên độ thế gia đệ tử lệ kêu một tiếng, "Công, công, chen đao kiếm ra khỏi võ tiếng vang lên." Lúc này biên độ thế gia các đệ tử đều đã đao kiếm nhắm thẳng vào Lý Thất Dạ bọn họ. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Lý Thất Dạ bọn họ hơi dám phản kháng, sẽ trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bọn họ chém thành muôn mảnh. Thấy tình huống trước mắt hết sức căng thẳng, xem náo nhiệt không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở. Bọn họ cũng đều biết cái này nhất định là trận đại chiến muốn bạo phát. Nhưng mà, đối mặt như vậy một màn, Lý Thất Dạ xem cũng không có đi liếc mắt nhìn, thuận miệng nói rằng, để cho bọn họ cút. Lý Thất Dạ cái này lời vừa nói ra, không ít người cũng vì đó ngẩn ra, mọi người cũng không biết lý thất dạ đây là hướng ai phân phó đây. Phanh, phanh, phanh. Ở tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời gian, đột nhiên, một trận oanh kích tiếng vang lên, vào giờ khắc này, vốn là muốn đi sang bằng cung điện ốc xá biên độ thế gia đệ tử trong nháy mắt bị đụng phải bay đi. Nghe được ta. À, a à, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ này bị đánh bay đệ tử bị đụng máu tươi chảy lên láng có người bị đụng gãy hai chân, có người bị đụng nát trong ngực, bọn họ ở trong tiếng kêu thảm, phun máu tươi tung tóe, sau đó hung hăng nện xuống đất. Ở mọi người phục hồi tinh thần lại vừa nhìn thời gian, không biết lúc nào, một đầu lợn rừng xông ra, nó là thoáng cái đi vòng qua biên độ thế gia đệ tử phía sau. Thừa dịp biên độ thế gia đệ tử không chú ý thời gian, hung hăng đụng tới, trong nháy mắt đem biên độ thế gia đệ tử đụng bay lên trời không, hơn nửa đầu này lợn rừng tốc độ vừa nhanh vừa độc trong nháy mắt, đem hơn phân nửa đệ tử đụng phải bay lên bầu trời, đụng cho bọn họ tiên huyết cuồng phúng, mọi người đều nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc, xương bể nát thanh âm. Mọi người xem rõ ràng đầu này lợn rừng thời gian, lúc này mới phát hiện, đầu này lợn rừng, trên người lông bờm là thư thất, hai cái nanh trong đó có một khỏa còn có tổn hại thiếu, chính là chỗ này sau một đầu lợn rừng, nó là trong nháy mắt đi vòng qua biên độ thế gia đệ tử phía sau, trong nháy mắt đem biên độ thế gia đệ tử đánh bay ở lợn rừng đụng xong mà đến thời gian, đám biên độ thế gia đệ tử đều phòng không được. Chút nào không ngoại lệ mà bị như thế một đầu lợn rừng đánh bay đến trên bầu trời đi, đụng cho bọn họ tiên huyết cuồng phúng, kêu thảm thiết không thôi. Trốn chỗ nào, tại đây đầu lợn rừng đánh bay này muốn sang bằng cung điện ốc xá biên độ thế gia đệ tử thời gian, này vốn là muốn bắt lấy lý thất giả biên độ thế gia đệ tử cũng không khỏi kinh hãi, bọn họ tỉnh hồn lại thời gian, lập nhào vô giết về phía đầu này lợn rừng trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh từng món một bảo vật rơi xuống đánh giết hướng đầu kia lợn rừng thế nhưng kết quả còn là như nhau những thứ này biên độ thế gia đệ tử liền đầu này lợn rừng một cây heo lông cũng không có mò lấy chợt nghe đến phanh 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 thanh âm bên tai không dứt đám biên độ thế gia đệ tử chút nào không ngoại lệ mà bị đụng bay lên bầu trời đám bị đụng máu tươi chảy lên láng răng rắc răng rắc xương bể nát không ngừng bên tai trong nháy mắt sở hữu biên độ thế gia đệ tử đều bị đánh bay, đều bị đụng máu tươi chảy lên láng, xương bể nát không ít, rất nhiều biên độ thế gia đệ tử trong khoảng thời gian ngắn là ngã xuống đất không dậy nổi. Nghiệt súc, di cuồng. Nhìn thấy đầu này lợn rừng lúc này hướng tự mình vọt tới, biên độ thế gia quản gia cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Ở phía sau, hắn lệ quát một tiếng. Nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy biên độ thế gia quản gia một cái tay, chính là một chỉ bảo luân tế xuất, bảo luân như cối xây khổng lồ như nhau, đánh giết tới, tiêu diệt hướng đầu kia lợn rừng. Phanh một tiếng vang thật lớn, kết quả không có có bất kỳ ngoại lệ, mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, bao quát biên độ thế gia quản gia còn chưa kịp phản ứng thời gian, hắn bảo luân trong nháy mắt bị đầu này lợn rừng ném đi, biên độ thế gia quản gia trong nháy mắt bị đụng phải bay lên bầu trời, nghe được, a, à, hét thảm một tiếng, Biên độ thế gia quản gia bị mất máu tươi chảy lên láng, ở răng rắc, xương bể nát trong tiếng, lồng ngực của hắn bị đụng nát, khi hắn hung hăng quản tại mặt đất thời gian, tiên huyết cùng phúng không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, tiên máu nhuộm đỏ bùn đất. Trong nháy mắt, biên độ thế gia các đệ tử đều ngã xuống, tiên huyết trên mặt đất chảy xuôi, biên độ thế gia đệ tử đều ngã xuống đất không dậy nổi, tru lên không ngừng, bao gồm biên độ thế gia quản gia. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nghe dạy sở hữu đi theo xem náo nhiệt tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há thật lớn bọn hắn cũng đều trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời qua một lúc lâu sau đó tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại trong khoảng thời gian ngắn ngươi xem ta ta xem ngươi như vậy một màn phát sinh quá đột nhiên đối với bao nhiêu người mà nói vậy đơn giản giống như một giấc mộng giống như vậy là như vậy không chân thật đương nhiên đối với biên độ thế gia đệ tử mà nói Đối với biên độ thế gia quản gia mà nói, đây là một cơn ác mộng, bọn họ thậm chí vẫn không rõ mình là thế nào bị đánh bay. Tự hồ, khi này đầu lợn rừng đánh tới thời gian, bọn họ thường ngày sở học cường đại công pháp. Trong tay bọn họ cường đại khí giới đều thoáng cái không phải sử dụng đến. Không quản bọn họ thi xuất như thế nào công pháp, lấy dạng gì khí giới đánh giết tới, thế nhưng, kết quả cuối cùng đều là bị đầu này lợn rừng đánh bay, điều này thật sự là quá bất hợp lý. Như vậy một màn, chớ nói xem náo nhiệt tu sĩ cường giả không thể tin được, coi như là ở tự mình trải qua biên độ thế gia đệ tử đều có thể tại tin tưởng. Mọi người phục hồi tinh thần lại sau đó, lại định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy đầu kia lợn rừng giờ này khắc này đứng ở dưới một thân cây, rầm rì rầm rì mà bào bùn đất. Tự hồ muốn theo trong bùn đất bào ra món gì ăn ngon thức ăn. Dưới tàn cây bên kia, nằm một cái chó hoang, đầu này chó hoang trên người da lông vàng tro vàng tro, một bộ ống yếu dáng dấp, hình như là thật lâu không có ăn cái gì. Lúc này, này chó hoang chỉ là lặng lẽ một chút mắt, tự hồ chẳng đáng thông thường nhìn lợn rừng liếc mắt, tự hồ là đang cười nhạo lợn rừng ý lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng, lợn rừng không để ý đến, chỉ là ở lẩm bẩm mà bào bùn đất, hình như không thấy gì cả như nhau. Như vậy một màn, thật sự là để cho người ta khó với tin tưởng, để cho người ta không thể tin được chính là vừa chính là chỗ này sau một đầu lợn rừng đem biên độ thế gia các đệ tử bao gồm quản gia toàn bộ đều bị đánh ngã xảy ra chuyện như vậy nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy tất cả mọi người sẽ không tin tưởng quản chi tự mình nghe thế dạng chuyện xưa đều sẽ cho rằng nghe nhầm đồn bậy mà thôi bọn hắn bây giờ tận mắt thấy đều có điểm không tin con mắt của mình như thế một đầu lợn rừng cứ như vậy đem biên độ thế gia đệ tử toàn bộ giết chết đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình Tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lẽ nào như thế một đầu lợn rừng một cái chó hoang. Chính là lý thất giả dạ nâng sủng vật, thế nhưng, như thế một đầu lợn rừng, một cái chó hoang, bất luận thế nào thoạt nhìn, đều không giống như là sủng vật. Tại đây toàn bộ trong quá trình, lý thất giả dạ xem cũng không có đi liếc mắt nhìn, tự hồ căn bản cũng không biết có chuyện gì phát sinh như nhau, hoặc hắn là căn bản không đi quan tâm xảy ra chuyện gì. Lúc này Lý Thất Dạ vẫn là hết sức chuyên chú mà bác gỗ mục lão gia, hết sức phong ngã, tự hồ ở trong tay hắn không phải là cái gì gỗ mục, là vô song tác phẩm nghệ thuật, là như vậy chuyên chú, là như vậy vong ngã, thậm chí hình như là mỗi một cái động tác đều cẩn thận. Mỗi một cái động tác đều tự hồ là tinh chuẩn đến chút nào. Còn không mau cút đi xuống núi. Ở phía sau, Dương Linh phân phó mà quát to một tiếng. Chương 3841, Đại Đạo Ân Huệ Bị Dương Linh vừa quát, ngây ngô như gà gỗ biên độ thế gia quản gia cùng đệ tử thoáng cái thanh tịnh quá thứ nhất, ở phía sau, bọn họ đâu còn dám lại nói thêm một lời, té, trốn hạ tổ ngọn núi, bộ dáng của bọn họ nói nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Như vậy một màn, để người ở chỗ này đứng xem hai mặt nhìn nhau, tại đây hắc một nhai trong, ai không cho biên độ thế gia ba phần tình, ai dám cùng ngươi biên độ thế gia trở ngại nhưng mà lý thất dạ như thế một cái ngoại lai khách lại đem biên độ thế gia quản gia đánh thành trọng thương đem biên độ thế gia trên trăm đệ tử đánh cho bị thương thương tàn được tàn cái này là cỡ nào bá đạo cách làm trong khoảng thời gian ngắn để tất cả mọi người nói không ra lời ở hát mộc nhai khiêu chiến biên độ thế gia chuyện này sẽ ý vị như thế nào vào giờ khắc này không ít người thái độ đều có chuyển biến trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng không biết dùng cuồng vọng để hình dung lý thất giả được, hay là dùng bá đạo để hình dung lý thất giả tốt. Ở Hắc Mộc Nhai, cùng biên độ thế gia là địch, làm là một người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ, đó là cuồng vọng vô tri. Thế nhưng, hiện tại lý thất giả biểu hiện đến xem, tự hồ. Cũng không phải cuồng vọng vô tri, hắn nên biết biên độ thế gia cường đại, nhưng lại như cũ muốn cùng biên độ thế gia trở ngại, vẫn như cũ đi khiêu khích biên độ thế gia biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi được. Đây không phải là bá đạo, đó là cái gì? Cho nên, ở phía sau, tất cả mọi người có chút mê mang, lại có chút kỳ quái, thoáng cái càng thêm xem không rõ lý thất dạ, hắn đến tột cùng là một cái thường thường không có gì lạ người, còn là thâm tàn bất lộ đây. Nhìn biên độ thế gia quản gia cùng đệ tử như chó nhà có tan trốn hạ tổ ngọn núi, đây là để bao nhiêu tu sĩ cường giả không thể tin được chuyện tình. Nhưng, giờ này khắc này lại là chân thật xảy ra. Nào chỉ là rất nhiều tu sĩ cường giả khó với tin tưởng một màn này, coi như là tự mình trải qua biên độ thế gia quản gia, đệ tử cũng đều cảm thấy như một giấc mộng giống như vậy, là khó như vậy tại tin tưởng. Ở hắc mộc nhai trong, vẫn còn có người dám lấy bọn họ là địch, vẫn còn có người dám đem bọn họ đã thương, đây quả thực là ăn con cọp tâm gan báo. Ở tới thời gian, biên độ thế gia quản gia cũng không nghĩ tới kết quả như vậy, hắn tự nhận là dựa thực lực của hắn dựa bọn họ biên độ thế gia uy vọng một cái ngoại lai tiểu bối đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sau đó không có nghĩ tới là bọn họ dĩ nhiên là đá vào tấm sắt rồi ngăn tại trang rất nhiều người phục hồi tinh thần lại sau đó lại không khỏi nhìn một chút đầu kia lợn rừng mà đầu lợn rừng vẫn còn đang dưới tàn cây rầm rì rầm rì mà bào bùn đất ai cũng không dám tin tưởng chính là chỗ này sau một đầu thông thường lợn rừng vừa chỉ một cái tử đem biên độ thế gia cường giả đánh bay. Không phải là mảnh long bất quá gian nha. Phục hồi tinh thần lại sau đó, có thế hệ trước cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Lý thất giả biểu hiện như vậy. Cũng để cho người chậm rãi ý thức được cái gì, có thể, lý thất giả cái này ngoại lai thanh niên nhân, chính là một cái qua sông mảnh long. Mọi mắt mong chờ đi. Cũng có cường giả cầm tương đối bảo thủ thái độ, thấp giọng nói rằng, cường long khó áp bọn rắn độc, biên độ thế gia sừng sững trăm nghìn vạn năm lâu, hôm nay vẫn như cũ đặt chân ở này, là có thêm nguyên nhân của nó. Cái này trăm nghìn vạn năm tới nay, bao nhiêu ngoại lai cường giả đều không thể lay động biên độ thế gia. Lời này cũng để cho không ít người cảm thấy có đạo lý, biên độ thế gia ở hắc mộc nhai sừng sững trăm nghìn vạn năm ở ngoài. Cũng là đã trải qua vô số mưa rền gió dữ, tại đây trăm nghìn vạn năm tới nay, lại có bao nhiêu người nhìn trộm biên độ thế gia trong tay quyền thế đây thế nhưng cuối cùng đều không thể như nguyện đều là chết thảm ở biên độ thế gia trong tay nhưng mà bất luận xảy ra chuyện gì lý thất dạ cũng chưa từng để ý tới liền xem một chút cũng không có hắn vẫn là chuyên chú bác gỗ mục lão gia tự hồ coi như là trời sập hắn đều sẽ không thả trong tay vi cũng sẽ không đi liếc mắt nhìn đi thôi thấy không có bất cứ chuyện gì xảy ra không ít tu sĩ cường giả đều đều ly khai, cũng có một chút tu sĩ cường giả hiếu kỳ. Vì sao Lý Thất Giả dạ muốn như vậy chuyên chú đi bát gỗ một vỏ cây đây, đây là muốn làm gì? Bọn họ quan kháng đã hơn nửa ngày, cái gì cũng không nhìn ra được, cũng nhìn không ra bất luận cái gì huyền cơ, tự hồ, chẳng qua là Lý Thất Giả dạ buồn chán bác chơi mà thôi. Đây vốn là xem ra đã mục nát vỏ cây, hẳn là tốt bác tài năng, ba năm xuống là có thể đem nó tróc sạch sẽ, trên thực tế cũng không phải là như vậy, nó giống như cứng trắng vô cùng vết chai như nhau, từng tầng một bao vây lấy thân cây, bao vây lấy lõi cây, có thể dùng gỗ mục có thể chịu đựng trăm nghìn vạn năm gió táp mưa xa. Tìm rất lớn công phu sau đó. Lý thất dạ không chỉ là bác sạch sẽ vỏ cây, cũng là dọn dẹp sạch sẽ gỗ mục sở hữu mục nát bộ phận, cuối cùng lộ ra lõi cây. Lõi cây khoảng chừng có to bằng cái bát tô nhỏ, khi nó bị lột ra sau đó, thoáng cái liền làm cho không bình thường cảm giác. Cái này một cái gỗ mục, một lúc mới bắt đầu, Dương Linh đều cho rằng nó đã chết, đã là không có mạng sống gỗ mục, thế nhưng, đem lý thất dạ nữ lột ra vỏ cây, dọn dẹp sạch sẽ mục nát sau đó, lộ ra ngoài lõi cây lại có chút xanh biếc hoàng nhan sắc, nó cũng không phải là khô gỗ mục, tự hồ nó còn sống. Chỉ bất quá, trước đó, vẫn là lão gia. Mục nát bao vây lấy mà thôi, cùng không thể nhìn thấy lõi cây tình huống cụ thể. Chính là chỗ này sau một đoạn to bằng cái bát tô nhỏ lõi cây, chỉ là có một chút xanh biếc hoàng nhan sắc, quản chi nó còn có sinh mạng, vậy cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thế nhưng, chính là chỗ này sau dạng một cái lõi cây, không biết vì sao, lại làm cho cảm giác nó tràn đầy số lớn nước phần như nhau. Tự hồ nó có thể trong nháy mắt đem cả tòa tổ ngọn núi Thủy Phân đánh được không còn một mảnh. Chính là chỗ này sau dạng một đoạn lõi cây, làm cho một loại cảm giác kỳ diệu, tự hồ ở nó bên trong chất chứa có mênh mông biển lớn giống như vậy. Chỉ sợ là nghìn trăm vạn năm trôi qua, nó cũng sẽ không chết héo, có thể, đây cũng là nó có thể sống tới ngày nay nguyên nhân đi. Được rồi. Lý thất dạ vỗ vỗ tay bẩn, nở nụ cười, trở về phòng đi. Dương Linh không khỏi nhìn một chút lõi cây, lại nhìn một chút lý thất dạ bóng lưng, bên nàng thủ suy nghĩ một chút, không rõ. Công tử là muốn làm gì? Dương Linh không khỏi thấp giọng hỏi lão nô. Lão nô cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, công tử làm việc, lại chỗ nào là ta thế hệ có khả năng phỏng đoán. Nói đến đây, hắn dừng một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút xa xa hát triều hải. Hơi xúc động, nói rằng, Bảo tố sắp tới, nắm chặt, kinh đào hải lãng trong, sẽ có người thi cốt không còn, bất kể là người mạnh cỡ nào. Lão nô nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn để Dương Linh không khỏi như có điều suy nghĩ, nàng cũng không khỏi nhìn Hắc Triều Hải, nhưng phía sau các loại lại chỗ nào là nàng có khả năng nghĩ đến rõ ràng. Cuối cùng, Dương Linh cũng chỉ đành lắc đầu, ném đi các loại tạp tư, không muốn lại đi suy nghĩ nhiều, liền trở lại trong phòng. Trong phòng, chỉ thấy Phạm Bạch đang ngồi, nhập định không tiếng động, tự hồ như điêu như một loại. Ở trong bọn họ, rất không bị ảnh hưởng đúng là Phạm Bạch tự hồ nạn đối với không có gì cả tâm tư, đối với nàng mà nói, tự hồ ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện, có thể nói, phàm Bạch là trong bọn họ thuần túy nhất người. Ở điểm này trên, liền lão nô đều sợ hãi than không ngừng, cảm thấy không bằng. Ngày thứ hai, Dương Linh dậy thật sớm, đi tới cửa bên ngoài thời gian, Dương Linh phát hiện Lý Thất Dạ đã thức dậy, chính đứng ở đó cái cọc lõi cây trước. Công tử, Dương Linh tiến lên chào hỏi một tiếng, thế nhưng, đến gần thời gian, Dương Linh nhất thời không khỏi mặt ửng đỏ, bởi vì Lý Thất Dạ chính đứng ở nơi đó tiểu tiện đây. Xối tại lõi cây trên, hết sức vui sướng đầm đìa. Công tử, ngươi làm sao lại như thế không giảng cứu? Dương Linh cũng không khỏi mắt cỡ thẳng giẫm hai chân, đỏ ửng đều lan tràn đến trên cổ, nàng là mau mau xoay người. Cái gì không giảng cứu? Lý thất già dạ cột chắc đai lưng, vương người một cái, nhàn nhã nói rằng. Chính là cái kia nha dương linh đỏ mặt nói rằng chính là ngươi vừa mới cái kia nói lại không khỏi dậm chân hiện ra hết nữ hài tử e thẹn lý thất dạ nở nụ cười khe khẽ lắc đầu nói rằng cái này ngươi không hiểu đây là đại đạo ân huệ đại đạo ân huệ dương linh không khỏi ngẩn ra bật thốt lên nói rằng công tử bị chuyện đi nếu như thế giới có tiên nhân sẽ như thế nào lý thất dạ nở nụ cười thuận miệng nói rằng Dương Linh không khỏi ngẩn ngơ, muốn đều không nghĩ nhiều, nói rằng sẽ như thế nào. Trên thực tế, nàng cũng nghĩ không ra bao nhiêu, dù sao, thế gian hình như không có tiên nhân. Rất đáng tiền. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ạch, à, Dương Linh cũng không nghĩ đến Lý Thất Dạ sẽ toát ra một câu nói như vậy, nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ lại nói tiên nhân hạ phàm, cái gì hiện tượng, cái gì tiên cảnh các loại, hiện tại hắn dĩ nhiên chỉ nói một câu như vậy, rất đáng tiền tiên nhân tiên phát, tiên nhân tiên máu, tiên nhân gia lông. Đây hết thảy đối với phạm nhân mà nói, đều là bảo vật vô giá. Lý thất dạ hời hợt nói rằng. Đúng thế. Dương Linh cũng đều không lên đi theo gật đầu, đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Đơn giản nhất ví dụ, chính là đạo quân chân huyết, là cỡ nào vật báo vô giá, chỉ sợ là một bình nhỏ đạo quân chân huyết, vậy cũng đủ để người trong thiên hạ điên cuồng, chớ nói chi là trong truyền thuyết tiên nhân rồi cho nên ta vung ra nước tiểu đó chính là đại đạo ân huệ lý thất dạ nở nụ cười lý thất dạ nói thẳng ra là như vậy tùy ý là như vậy thô lỗ nhưng lại là như vậy có câu vận trong khoảng thời gian ngắn cũng làm cho dương linh ngay dại đem dương linh tỉnh hồn lại thời gian lý thất dạ cũng đã trở về nhà dương linh không khỏi nhìn thoáng qua lõi cây nghĩ đến lý thất dạ vừa việc làm nàng lại không khỏi hơi đỏ mặt đại đạo ân huệ, là, phải không? Dương Linh phục hồi tinh thần lại, hỏi đứng ở cách đó không xa một bên Lão Nô. Lão Nô vẫn luôn đứng ở nơi đó xem hát triều hải, hắn tự hồ hoàn toàn không kinh ngạc, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, công tử sẽ không bẩn thiểu, đó chính là đại đạo ân huệ. Đại đạo ân huệ, Dương Linh không khỏi thì thào nói nói, nhưng, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng lại không khỏi hơi đỏ mặt. Lão Nô nói rằng, công tử có thể nuốt thiên địa có thể bộ vạn giới đây hết thảy không phải là theo hắn tâm hắn nếu là muốn đại đạo ân huệ chính là đại đạo ân huệ còn thủ đoạn gì cũng không trọng yếu bởi vì hắn cũng có thể làm đến dương linh nghiêng đầu tỉ mỉ suy nghĩ lại cảm thấy lời này thập phần có đạo lý đại đạo ân huệ đối với dương linh mà nói thật sự chính là cùng người khác bất đồng một góc độ ở trước đây nàng đều chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy đây